chương 341, tỷ tỷ. Cùng đau kinh ngạc. Ngươi còn có cái tỷ tỷ. Các ngươi là song bào thai sao? Như thế nào lớn lên giống nhau như đúc? Khi tiểu lục liêu khởi tỷ tỷ, rõ ràng thả lỏng một ít, không được gật đầu đối cùng đau nói. Là nha, ta có một cái tỷ tỷ, nàng mát xa kỹ thuật nhưng hảo, ta mát xa kỹ thuật đều là nàng giáo. Khi cùng đao phi thường cảm khái mà sờ sờ cầm. Hảo A, à, một đôi như thế xinh đẹp song sinh hoa tỷ muội cũng không trách sẽ bị người quải đến khách sạn này, làm loại này hoạt động. Cảm khái rất nhiều, hắn cũng ở trong lòng âm thầm lập lời thề nhất định phải mau chóng giúp mạc phàm giải quyết khách sạn này đôi hoa tỷ muội này cùng hắn cùng đao cũng coi như có duyên nhanh chóng đem khách sạn này thoát thai hoán cốt liền có thể nhanh chóng phóng các nàng đi qua người thường sinh hoạt hắn lại hướng tiểu lục hỏi tỷ tỷ ngươi cũng làm loại sự tình này sao nàng kia tính tình bạo thực không giống như là sẽ thuận theo bộ dáng tiểu lục kiêu ngạo lắc lắc đầu tỷ tỷ của ta thực có khả năng không cần làm cái này cũng có thể kiếm tiền cho nên mặt trên cũng không có quá khó xử nàng nói xong nàng dừng một chút thật cẩn thận nhìn cuồng đao liếc mắt một cái, còn nói thêm. Lão bản, ta cùng ngươi nói thật, ngươi cũng không nên sinh khí, kỳ thật ta cùng tỷ tỷ của ta mới vừa bị lừa tiến vào không lâu, mặt trên cũng không có nhiều khó xử ta. Chẳng qua nói là tới một cái tương đối khó chơi khách nhân, cho nên làm ta nhất định phải tới bồi. Còn chưa nói xong, nàng lại hướng cuồng đao vội vàng xua tay nói. Chính là, cùng lão bản tiếp xúc này nửa ngày, ta cảm giác lão bản người vẫn là không tồi, cũng không có bọn họ nói như vậy khó chơi. Cùng đao bị nàng bộ dáng này làm cho tức cười nhưng là đồng thời, hắn cũng mẫn cảm mà bắt được tiểu lục trong lời nói tin tức điểm. Bị lừa tiến vào. cuồng đao phẩm phẩm những lời này, sau đó cao mày hỏi tiểu lục. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi không phải bởi vì thiếu tiền tự nguyện tiến vào, mà là bị người xấu lừa tiến vào, phải không? Tiểu lục tự biết nói lỡ, vội vàng che che miệng, sau đó xem cùng đao thần sắc cũng không giống muốn mật báo, vì thế lại bắt tay thả xuống dưới. Lão bản, ta cùng ngươi nói thật, ngươi cũng không nên nói cho chúng ta biết mặt trên, nếu không bọn họ nếu đã biết, nhất định sẽ đánh chết ta, mấy ngày trước, ta liền nhìn đến một cái tỉ muội bị bọn họ đánh đến mình đầy thương tích cuối cùng còn muốn đi ra ngoài làm cái này tiểu lục nói càng nói càng thấp đến cuối cùng cơ hồ chính là mũi hừ hừ một chút thanh âm đều nghe không được nhưng cuồng đao ở trong xã hội lăng lê bò lết nhiều năm tự nhiên đem tiểu lục nói lý giải đến rành mạch hắn an ủi dường như vỗ vỗ tiểu lục bả vai tiểu lục dọa run lên cuồng đao lại vội vàng buông xuống tay đại muội tử đừng lo lắng ngươi nếu đem chuyện này nói cho ca ca nhất định thế ngươi làm chủ yên tâm ca sẽ không kinh động nơi này bất luận kẻ nào nhưng ngươi phải tin tưởng quá không được mấy ngày, ta liền sẽ đem ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều cứu ra đi. Tiểu lục mở to hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn cuồng đao. Lão bản, ngươi nói cái gì? Tiểu lục hiển nhiên không quá tin tưởng bộ dáng. Lúc này, môn bị phanh 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 tạp lên. Tiểu lục cố không thượng tế phẩm cuồng đao trong lời nói bao hàm thâm ý, trực tiếp hoảng sợ nhìn về phía cửa. Lão! Lão bản, ngoài cửa giống như có người tới. Ngoài cửa đánh tạp đá môn thanh âm càng lúc càng lớn, cuồng đao cũng nhíu mày nhìn về phía cửa, này tình huống như thế nào? chẳng lẽ loại này nơi không nên là phi thường riêng tư an toàn sao đây là bị quét hoàng đánh phi vẫn là gặp gỡ tiên nhân nhảy a à. cùng đao theo bản năng trong đầu liền toát ra cái này phản ứng hắn lại nhìn tiểu lục liếc mắt một cái tiểu lục hiển nhiên cũng thập phần sợ tới mức không nhẹ mặc kệ là tình huống như thế nào trước mở cửa nhìn xem đi cùng đao khẽ cắn môi đứng lên đi tới cửa dùng sức lôi kéo vừa mở ra môn cùng đao kinh ngạc là ngươi là ngươi hai người trăm miệng một lời phát ra một tiếng kinh hô Tiểu Lục nghe vậy, vội vàng chạy tới xem, dây tiếp theo, nàng hốc mắt liền đỏ. "Tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Ngoài cửa có thể thần sắc nôn nóng điên cuồng gõ cửa, trừ bỏ Tiểu Lục xong bào thai tỷ tỷ, cái kia tính tình hỏa bạo mát xa sư ngoại, còn có ai? Tiểu Lục tỷ tỷ còn vẫn duy trì điên cuồng phá cửa tư thế, nhìn trước mặt quần áo chỉnh tề hai người, nàng có chút phản ứng không kịp. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng khí kình nhi hiển nhiên còn không có tiêu. Nàng một bên chỉ vào quần đao cái mũi mắng. Lão sắc phôi, xem ra ta ở mắt xa phòng không cùng ngươi nói rõ ràng đúng không ngươi thế nhưng muốn đem chủ ý đánh tới ta muội muội trên người ta muội muội nàng cái gì cũng đều không hiểu các ngươi có phải hay không người a à? ngươi chờ việc này không cho ta cái công đạo không tính xong không đợi cuồng đao giải thích nàng lại nhón mũi chân duỗi trường cổ lướt qua cuồng đao mắng bên trong tiểu lục ngươi làm ta nói như thế nào ngươi ta nói bao nhiêu lần chờ ta trở lại ngươi lại đi đi làm vì cái gì muốn chính mình tiếp loại này sống bọn họ là đánh ngươi vẫn là bức ngươi ngươi là tưởng tức chết tỷ tỷ sao đường nhỏ lập tức vĩ khuất diêu nổi lên đầu sau đó liều mạng so khư thủ thế nàng cũng là khẩn trương xem bên ngoài sợ hãi sẽ có người lao tới đem tỷ tỷ mang đi ảnh hưởng sinh ý đây chính là bãi tắm tối kỵ vạn nhất tỷ tỷ bị bắt không biết muốn gặp phải cái gì trừng phạt cùng đao hiển nhiên cũng hiểu được đạo lý này hắn lại giữ cửa phùng kéo lớn chút dò ra đầu tả hữu nhìn xung quanh trước trước đừng hỏi như vậy nhiều động tĩnh lớn như vậy không sợ bị người khác thấy a à. tiến vào lại cùng ngươi giải thích thấy chung quanh cũng không có nhân viên công tác tới rồi hắn một phen đem tiểu lục tỷ tỷ kéo vào ghế lô phòng cũng hoàn toàn khóa trái ở môn tiểu lục tỷ tỷ bị cuồng đao này phiên thao tác kinh sợ nàng lập tức xoay người đi chụp ghế lô môn nhưng này ghế lô môn là bí chế nàng một cái nhược nữ tử đương nhiên như thế nào chụp đều không thể chụp bay nếm thử một phen giải dụa không có kết quả sau nàng cường trang trấn định xoay người dùng cực kỳ lạnh băng ngữ khí đối cuồng đao nói ta nói cho ngươi tuy rằng ta cùng ta muội muội văn hóa trình độ không cao nhưng là ta biết các ngươi loại này hành vi là trái pháp luật, ta khuyên ngươi mau chóng phóng ta cùng ta muội muội đi, nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cùng đao vốn dĩ tưởng đem nàng một túng tiếng vào liền đối nàng giải thích, nhưng nhìn tiểu lục tỷ tỷ bộ dáng này, ngược lại nổi lên một ít trêu đùa chi tâm. Hắn một phen đem tiểu lục tỷ tỷ tường đông ở ghế lô vách tường. Ta nếu là nhất định đối với các ngươi làm cái gì, ngươi lại có thể lấy ta làm sao bây giờ? Cùng đao gợi lên khóe môi, đem mặt thấu đến cực tiến, dùng khí thanh uy hiếp đe dọa nói. Không hổ là ở trong xã hội lăng lê bò lết nhiều năm, cùng đao hù người vẫn là rất có một tay tiểu lục tỷ tỷ chỉ là dọa quay đầu nàng ngạnh cổ nhắm chặt con mắt vừa không xem hắn cũng không đáp lại này phiên trận trượng sợ tới mức tiểu lục vội vàng nghẹn ngào đi lên kéo cùng đau nhưng như thế nào kéo đều kéo không ra tiểu lục rốt cuộc bắt đầu qua qua khóc lớn lão bản ngươi vừa rồi không phải nói muốn giúp ta cùng tỷ tỷ của ta sao ngươi mau buông ra nàng nha cùng đau thấy tiểu lục tỷ tỷ không hề khẩu xuất cùng ngôn rốt cuộc khẽ cười một tiếng chương ba giải thích hắn dù bận vẫn ung dung đứng thẳng thân mình hắn vỗ vỗ chính mình vừa rồi căng tường tay, lại vỗ vỗ quần áo của mình, sau đó một mông ngồi vào trên sofa. Cùng đau dơ dơ lên cầm, đối còn ở lạnh băng trừng mắt hắn tiểu lục tỷ tỷ nói. Ngươi là tiểu lục tỷ tỷ đúng không? Ta thực minh xác nói cho ngươi, ta nhưng không đối với ngươi muội muội làm cái gì, ngươi không cần vừa lên tới liền hô to gọi nhỏ cho ta chụp mũ, còn có, ngươi là như thế nào đi lên, các ngươi nhân viên công tác không có đi theo ngươi sao? Tiểu lục tỷ tỷ cười lạnh một tiếng, sửa sửa chính mình đầu tóc. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Còn có, ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi ngươi cũng không nên đem ta trở thành ta muội muội như vậy hảo lừa tiểu lục lúc này cũng là khẩn trương chạy tới nắm lấy tỷ tỷ tay tỷ tỷ lão bản hắn thật sự không có đối ta làm cái gì chúng ta vừa rồi vẫn luôn đang nói chuyện thiên ta cảm thấy người khác khá tốt hơn nữa hắn nói hắn có thể cứu chúng ta đi ra ngoài tiểu lục tỷ tỷ hận sắc không thành thép mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần thành phố lớn người không thể tin tưởng chúng ta là như thế nào bị lừa tiến vào ngươi đều đã quên sao tiểu lục bị tỷ tỷ như vậy một trống hiển nhiên cũng là khổ sở lên. Cuồng đau bất đắc dĩ đào đào lỗ tai. Hành bá, mặc kệ các ngươi tỷ muội tin hay không, không cần xuẩn đến đem ta nói nói cho các ngươi nhân viên công tác liền hảo, ba cái giờ lúc sau ta liền đi rồi, chúng ta có thể lẫn nhau lưu một chút liên hệ phương thức, nếu là không nghĩ cũng không quan hệ, dù sao ta tổng hội lại đến. Tiểu Lục vẫn là có điểm tính nhiệm hắn, vội vàng nói: "Lão bản, tỷ tỷ của ta chỉ là tâm tình tương đối kích động, ngươi không cần sinh nàng khí, ta tin tưởng ngươi sẽ cứu chúng ta, huống hồ chúng ta chỉ là hai cái cái gì cũng đều không hiểu nữ hài tử, ngươi gạt chúng ta lại có thể có ích lợi gì đâu. Tiểu Lục tỷ tỷ trừng mắt nhìn cuồng đao liếc mắt một cái, hiển nhiên vẫn là không quá tin tưởng. Đối cuồng đao phục xong mềm, Tiểu Lục lại quay đầu tới hỏi nàng tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc như thế nào đi lên? Bưu ca đám kia người không có đi theo ngươi sao? Vừa rồi ngươi ở ngoài cửa gõ cửa, thật là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là ai tới đâu. Tiểu Lục tỷ tỷ bất đắc dĩ mà vọng nàng liếc mắt một cái, sau đó thở dài nói. Ta ở bãi tắm dạo qua một vòng nhi, không tìm được thích hợp khách hàng cho người ta mát xa, liền trở lại công tác gian, nghĩ tìm ngươi cùng nhau ăn cơm, chính là tìm nửa ngày cũng chưa tìm được, hỏi nửa ngày khác tỉ muội, các nàng mới thừa nhận nói, Bưu ca mang ngươi đi tiếp khách. Nàng nhẹ nhàng mà nắm nắm tiểu Lục lỗ tai. Ngươi nói một chút tháng này tỷ tỷ vì bảo hộ ngươi ra bao lớn lực, như thế nào ta một không ở, ngươi liền cho ta ra loại này đường rẻ, ta nói, liền tính chúng ta thiếu tiền, tỷ tỷ có thể tránh, ngươi không cần bị đám kia người lừa đi, làm những cái đó bác nháo. Tiểu Lục Hồng con mắt cúi đầu. Bưu ca nói ta không đi, hắn khiến cho ngươi đi, cho nên ta mới đi lên. Tiểu Lục tỷ tỷ cái mũi đau xót, mắt thấy liền phải khóc ra tới. Đường nhỏ lại vội vàng hỏi, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là như thế nào đi lên? Bọn họ bên kia gác như vậy nghiêm ngặt, ngươi thật sự muốn làm ta sợ muốn chết. Tiểu Lục tỷ tỷ xoa xoa đôi mắt đối nàng nói, hai chúng ta lớn lên giống nhau, bọn họ lại nhận không ra ai là ai, căn bản là không có cản ta. Tiểu Lục ôm chặt tỷ tỷ, nghẹn ngào nói, tỷ, biết ngươi quan tâm ta, nhưng về sau cũng không nên còn như vậy, ngươi chưa thấy qua những cái đó không tuân thủ quy của tỷ muội bị đánh thành bộ dáng gì sao? Cùng đau đánh gãy các nàng này phiên tỷ muội tình thâm đối thoại. Có cái gì, các ngươi đi xuống lại lưu, trước nói cho ta các ngươi là như thế nào đi vào cái này đại bãi tắm tới, ta xem các ngươi cũng không phải đắm mình trụy lạc người, vì cái gì sẽ lưu lạc đến loại địa phương này đâu. Tiểu Lục tỷ tỷ lại do dự nhìn cùng đao liếc mắt một cái, cũng không biết có nên hay không tin tưởng trước mặt người này. Tiểu Lục nhìn ra tỷ tỷ băng khoăn, đối tỷ tỷ gật gật đầu nàng vẫn là thực tin tưởng cái này đại lão bản. Nhưng xem ở hắn cũng không có đối chính mình muội muội động tay động chân phần thường, tiểu lục tỷ tỷ vẫn là quyết định trả lời hắn vấn đề. Tiểu lục tỷ tỷ nhìn thoáng qua tiểu lục, sau đó dắt lấy tiểu lục tay đối cùng đao nói. Ta cùng muội muội nguyên bản là tới kinh đô làm công, lúc ấy có một nhân tài thị trường người môi giới, mang chúng ta đi gặp một cái kêu lợi ca người, hắn liền đem chúng ta an bài ở cái này địa phương công tác. Nàng dừng một chút, cũng tiếp tục nói. Ngay từ đầu chúng ta tưởng đứng đắn chức nghiệp, sau lại hắn liền bức chúng ta thêm các loại hợp đồng, lại muốn giao các loại tiền ký quỹ, nói nơi này khó tiếng, xét duyệt nghiêm, tiền lương cao, đến cuối cùng không thể hiểu được, chúng ta liền thiếu nơi này thật nhiều tiền. Mặt sau sự, nàng không nói, cuồng đao cũng có thể đoán ra cái một vài. Nhìn bọn tỷ muội đều âm thầm đỏ vành mắt, hắn trong lòng cũng là căng thẳng, cảm giác rất có điểm triều mến. Trầm ngâm trong chốc lát lúc sau, hắn mở miệng nói: "Ta trước tiên cho các ngươi thấu cái đế, ta lần này tiến đến, chính là tới điều tra cẩn thận." chỉ cần các ngươi tích cực phối hợp, ta rất có khả năng cùng ta lão bản cùng nhau, cứu các ngươi thoát ly khổ hải. Tiểu lục cùng tiểu lục tỷ tỷ đều là trước mắt sáng ngời. Nàng hai người run rẩy thanh âm nói. Lão bản, ngươi cũng không nên gạt chúng ta. Cùng đao bất đắc dĩ cười. Ta lừa các ngươi làm gì, đồ các ngươi tài vẫn là đồ các ngươi sắc. Hiện tại, đem các ngươi liên hệ phương thức cho ta, chúng ta sau khi ra ngoài bảo trì liên hệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta thực mau là có thể đem khách sạn này người phụ trách đem ra công lý tiểu lục cùng tiểu lục tỷ tỷ lại là do dự nhìn nhau liếc mắt một cái lão bản chúng ta không có di động mặt trên không cho chúng ta này đó tỉ muội bất luận cái gì liên lạc công cụ cùng đao nhíu nhíu mày hắn lại hỏi tiếp nói các ngươi biết các ngươi mặt trên người thân phận thật sự tin tức sao tiểu lục cùng tiểu lục tỷ tỷ vẫn là cúi đầu lắc lắc đầu cái này trong bồn tắm quản chúng ta người chúng ta đều kêu hắn bưu ca trừ bỏ cái này danh hiệu chúng ta cái gì cũng không biết cùng đau nhe răng nhếch miệng gãi gãi tóc nếu ta lần sau trực tiếp mang cảnh sát tới bao vây tiểu trừ nơi này có thể bắt lấy hắn sao tiểu lục lắc lắc tỷ tỷ cánh tay kích động nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái tỷ tỷ chúng ta có phải hay không tốt cứu nhưng tiểu lục tỷ tỷ lại nhíu mày nàng suy tư trong chốc lát chậm rãi lắc lắc đầu lão bản ngươi nếu trực tiếp mang cảnh sát tới ra ta đánh đố ngươi 80% mươi tỷ lệ cái gì đều tra không đến bọn họ nơi này ám môn dày đặc tùy thời có thể chạy trốn ngươi hiện tại thượng lầu ba ghế lô người bình thường cũng lên không được cùng đao từ trên sofa đứng lên bắt đầu ở trong phòng khách qua lại dạo bước hắn cắn bàn tay to chỉ, sau đó quay đầu hỏi tiểu lục tỷ tỷ. Ngươi biết nơi này nhiều ít cái ám môn phương vị. Toàn bộ nói cho ta nghe, ta có thể nhớ rõ trụ, còn có, ngươi có biết hay không ám môn lúc sau thông hướng nơi nào? Này ta không biết, nhưng là ta thấy quá bọn họ ở cảnh sát tiến đến tìm kiếm khi, từ những cái đó địa phương chạy trốn. Chương 342, ám môn. Nói. Tiểu lục tỷ tỷ cũng bắt đầu đi theo cùng đao chuyển nổi lên vòng nhi, từng bước từng bước hướng cùng đao báo nàng biết nói ám môn. Tiểu lục tỷ tỷ mấy phen hồi ức, tắt hết ốc miêu tả ước chừng hướng cùng đao báo ba bốn ám môn nhiều Cùng đao bắt đầu không khỏi thưởng thức nổi lên nữ nhân này tiểu lục tỷ tỷ không thấy ra tới a à, ngươi ý nghĩ rõ ràng mồm miệng lanh lợi trí nhớ cùng phương vị cảm cũng thực hảo phía trước ở mát xa phòng bị ngươi đánh kia một chút cảm thấy ngươi tay kính nghi cũng không tồi bị lừa tiếng cái này địa phương thật là nhân tài không được trọng dụng tiểu lục tỷ tỷ nghe hắn còn không biết xấu hổ nhắc tới mát xa phòng sự lại không biết là nên khí hay nên cười vì thế chỉ có thể đối cùng đao nói thế nào lão bản biết này đó địa phương lúc sau, các ngươi đối với bắt lấy hắn có thể có nắm chắc sao? Cùng đau lắc lắc đầu. Không biết này đó ám môn thông hướng nơi nào, liền tính đến lúc đó đuổi theo ra đi, chỉ sợ cũng là thỏ không có ba hang, bắt không được quan trọng người A. Tiểu lục cùng tiểu lục tỷ tỷ liếc nhau, đều là quể quải nhúng vai, cúi đầu. Khi lão bản, chúng ta còn có cái gì có thể giúp ngươi đâu? Cùng đau đôi mắt quay tròn xoay lên. Quét hoàng đánh phi loại sự tình này vốn dĩ liền rất khó lấy được bằng chứng, trừ phi bắt giang trên giường, nếu không rất khó định tội, các ngươi bãi tắm lại ám môn vô số, cực kỳ phương tiện chạy trốn giấu kín. Nhưng là đừng lo lắng, ta nếu nói muốn cứu các ngươi đi ra ngoài, liền nhất định tận lực cho các ngươi nghĩ cách. Tiểu Lục cùng Tiểu Lục tỷ tỷ đều là cảm kích mà nhìn cuồng đao. Lúc này, cuồng đao di động bắt đầu đinh linh linh vang lên. Cuồng đao cao mày móc di động ra, kia điện báo biểu hiện thượng biểu hiện thế nhưng là mạc phàm. Cuồng đao nhướng mày tiếp khởi di động, hướng điện thoại bên kia quy. Một tiếng. Mạc phàm phát ra một tiếng cười khẽ. Phong thần cùng hy dễ cùng ta cáo trạng, nói ngươi tranh ở ôn nhu hương không chịu đã trở lại cho nên ta mới đánh lại đây hỏi một chút như thế nào ở bên kia có cái gì thu hoạch sao cùng đao cười hắc hắc mặt tổng không phải ta cùng người nào đó thổi chính mình kia thu hoạch chính là đại đại ngươi đoán không sai này khách sạn quả nhiên có miêu nị chờ ta nghĩ ra lấy được bằng chứng biện pháp ngài liền chờ đem khách sạn này bình bình ổn ổn thu vào trong túi đi mặt phàm nghe vậy khóe môi tươi cười độ cung lớn hơn nữa này đích xác cũng ở hắn đoán trước trong phạm vi tiền gia ở kinh thành thanh danh mấy năm gần đây là càng ngày càng không hảo hắn đã không thể tin tiền gia trên tay có bất luận cái gì trong sạch xí nghiệp. Khách sạn này tàn ô nạp cấu, cũng đích xác chứng thực hắn suy đoán. Như thế nào? Lấy được bằng chứng có chút khó khăn sao? Ngươi giảng có thể nói cho ta nghe nghe, sớm ngươi còn ở khách sạn, ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp, miễn cho lần sau còn muốn lại đến lãng phí thời gian. Cùng đau bất đắc dĩ một hơi, đem vừa rồi tiểu lục tỷ tỷ nói cùng mạc phàm thuật lại một lần. Mạc phàm sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát, đối cùng đau nói. Ngươi trước không cần rút dây động rừng, ở nơi đó đã đủ ba cái giờ lúc sau trực tiếp về nhà, tận lực không cần chọc người chú ý, sau đó chúng ta lại tinh tế thương nghị chuyện này. Cùng đao dơ di động quay đầu lại nhìn hai chị em liếc mắt một cái, sau đó lại che lại microphone đối mặt phàm nói. Khi này hai cái tỉ muội làm sao bây giờ? Chúng ta liền đem các nàng lượt nơi này. Vạn nhất chúng ta chân trước mới vừa đi, sau lưng những người đó lại làm các nàng đi. Đâu? Mặt phàm suy nghĩ một chút, đối cùng đao nói. Đến lúc đó ngươi mang theo nàng hai đi ra ngoài, hỏi các nàng lão bản có thể hay không mang các nàng về nhà, thích hợp chém chém giá, không cần khiến cho đối phương hoài nghi, loại địa phương này hẳn là đều cung cấp cơm hộp phục vụ, không có gì bất ngờ xảy ra, mang các nàng về nhà trốn một buổi tối là không có vấn đề. Cùng Đao nghe vậy, hoàn toàn nhẹ nhàng xuống dưới, hắn phẩm phẩm vừa rồi mặt phàm lời nói, lại giảo hoạt mà điều nhướng mày. A nha, không thấy ra tới, mà tổng đối loại địa phương này nghiệp vụ rất quen thuộc sao? Mặt phàm biết Cùng Đao đây là hoàn toàn yên tâm, mới có thể như thế cùng chính mình nói giỡn, vì thế cũng cười mắng hắn một câu. Đi ngươi, làm hảo chuyện của ngươi đi, sớm một chút nhi mang theo ngươi hai cái muội mùi bình an trở về mang theo ý cười nói âm vừa ra mặt phàm liền quyết đoán cắt đứt điện thoại sáng suốt mà lựa chọn bất hòa cùng đao cãi nhau cùng đao nhìn một trận vội âm di động cũng là vô ngữ đem nó sủy trở về trong túi tiểu lục nhìn đến hắn cắt đứt di động khẩn trương mà ở bên cạnh hỏi một câu lão bản thế nào ngươi có thể cứu chữa chúng ta đi ra ngoài biện pháp sao tiểu lục tỷ tỷ tuy rằng không nói chuyện nhưng là kia bức thiết ánh mắt cũng chói lọi viết ở trên mặt làm cùng đao không thể không chú ý tới cùng đao có nghĩ thầm trêu đùa trêu đùa này hai cái tiểu nữ hài vì thế cố làm ra vẻ mà thở dài một hơi làm ra một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng tiểu lục cùng tiểu lục tỷ tỷ ánh mắt lập tức biến u ám xuống dưới thần sắc cũng rõ ràng trở nên uể oải cùng đao thấy thế lại lập tức lúng cúng vội vàng đối với các nàng xua tay nói ai nha đậu của các ngươi nhìn một cái các ngươi này tố chất tâm lý kém nhưng đừng bày ra bộ dáng này làm ta sợ yên tâm ta cũng không phải là nói xuông chứ không làm lừa tiểu nữ hài chơi người tiểu lục nghe vậy lại vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía cuồng đao trong ánh mắt lấp lánh. Lão bản, ngươi quả nhiên có biện pháp đúng hay không? Ta liền biết chúng ta hôm nay là gặp được người tốt. Cùng đau thấy các nàng đối chính mình kỳ vọng như thế chi cao, chính mình bất quá là không có làm ra khẳng định hồi đáp, các nàng thế nhưng sẽ thất vọng thành bộ dáng này, ấy nấy rất nhiều, trong lòng càng là đột nhiên sinh ra một loại sứ mệnh cảm. Cùng đau thở dài, lau một phen mặt nói. Nói cho các ngươi, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi ba cái giờ, đợi chút cùng nhau xuống lầu, ta hỏi các ngươi quản sự nhi, có thể hay không mang các ngươi hai cái về nhà trụ một đêm, nếu có thể, các ngươi không phải an toàn sao? Đương nhiên, tiền đề là các ngươi tin tưởng ta, nếu không tin, không phối hợp, ta cũng không có cách nào. Cuồng đao lại bổ sung đến. Tiểu lục cùng tiểu lục tỷ tỷ nghe vậy liếc nhau, sau đó đều đối cuồng đao chậm rãi điểm nổi lên đầu. Lão bản, trừ bỏ ngươi, chúng ta cũng không có biện pháp tin tưởng những người khác, ngươi chịu bồi chúng ta ở chỗ này nói lâu như vậy nói, hoặc nhìn cũng không giống người xấu, huống hồ, liền tính không đi theo ngươi đi, chúng ta lưu lại nơi này chỉ sợ cũng không có gì kết cục tốt. Đường nhỏ hiện tại đã rõ ràng cùng cùng đao thuộc vê lên, nói chuyện cũng không có ngay từ đầu như vậy câu nệ cùng thật cẩn thận cùng tiên sinh nếu các ngươi thật sự có thể cứu ta cùng ta muội muội đi ra ngoài này phân ân tình ta cả đời đều sẽ không quên ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực báo đáp ngươi này hai phiên nói làm cùng đau là tưởng cự tuyệt đều cự tuyệt không được huống chi hắn sớm đã hạ quyết tâm muốn cứu này hai chị em cũng căn bản không nghĩ cự tuyệt hắn thập phần hưởng thụ gật gật đầu sau đó giơ lên thủ đoạn tới nhìn thoáng qua đồng hồ nguyên lai like, tại đây tình thú ghế lô đi tâm nói chuyện chung thời gian bất tri bất giác đã qua đi một giờ bọn họ chỉ cần lại ở chỗ này đãi hai cái giờ, liền có thể cùng nhau về nhà. Đến sau lại, nói xong lời nói lúc sau, ba người đều ngốc có chút nhàm chán. Chương 343, Phi hành cờ. Cùng đao xoa tay hỏi, các ngươi trong căn phòng này, liền không có mặt khác giải trí phương tiện. Tiểu Lục tỷ tỷ khắp nơi nhìn nhìn, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, chạy đến góc trong ngăn tủ ngồi xổm xuống, mở ra nhất phía dưới một tầng, từ bên trong lấy ra một cái thần bí hộp. Cùng đao liều mạng duỗi trường cổ, muốn nhìn xem kia hộp có cái gì, đáng tiếc kia hộp là biệt kín không trong suốt tài chất, Cùng Đao tự xưng là nhãn lực siêu quần, cũng nhìn không ra bên trong đến tục cùng có cái gì miêu nị. Tiểu Lục tỷ tỷ đem kia hộp phóng tới bọn họ ba người ngồi sofa trước mặt trên bàn trà. Cùng Đao nuốt một ngụm nước miếng, thần bí hề hề hỏi, đây là cái gì? Các ngươi cũng không nên lấy ra cái gì gây trở ngại xã hội trị an, có tổn hại công tự lương tục, bại hoại xã hội không khí đồ vật a. À. Nay con tỷ tỷ vô ngữ lắc đầu cười một tiếng, sau đó đem kia hộp mở ra. Cùng Đao cùng Tiểu Lục đều duỗi trường cổ tưởng nỗ lực đi xem nơi đó mặc đến tục cùng là cái gì tiểu lục tỷ tỷ thông thả ung dung mà nhắc tới bên trong đồ vật hai cái giác rộng mở rung lên khai thế nhưng là một trương phi hành bàn cờ cùng đau rất là thất vọng hại một tiếng tiểu lục nhưng thật ra vui vẻ mà vỗ tay cái này hảo chơi lão bản chúng ta ba cái liền chơi cái này cho hết thời gian đi vì thế ba người hạ ước chừng hai cái giờ phi hành cờ hạ đến cuối cùng ba người đều kiệt sức hoặc nhìn đảo thực sự có một phen đại chiến lúc sau tinh khí không đủ bộ dáng thời gian vừa đến cùng đao vội vàng rời đi bố trí tốt hiện trường sau đó mang theo hai vị mỹ nữ song bào thai nghênh ngang đi ra phòng một bộ thỏa mãn bộ dáng song bào thai còn lại là bụng mặt một bộ ngựa ngùng gặp người bộ dáng ba người đi thang máy ngựa quen đường cũ chậm rãi hạ tới rồi bãi tắm kia tầng tìm được rồi bãi tắm trước đài trước đài nhận ra hắn chính là vừa rồi xử lý hai vạn thể hội viên cái kia khách nhân vội vàng cung cung kính kính mà đứng lên hướng cùng đao cúc cung lão bản ngươi hảo không biết vừa rồi phục vụ ngài vừa lòng sao nếu vừa lòng thỉnh cho ta năm sau khen ngợi nga xin hỏi lão bản còn có cái gì nhu cầu sao chúng ta bên này đều sẽ tận lực thỏa mãn khi trước đài biên nói biên đem một trương đánh giá biểu đẩy đến cuồng đao trước mặt cuồng đao vừa thấy bên trong nội dung đảo thật sự in ấn năm viên tinh hoặc nhìn rất là chính quy bộ dáng cuồng đao nhảy nhướng mày dù bận vẫn ung dung điền xong rồi biểu cũng cẩn thận mà cấp trước đài đánh thượng năm viên tinh đem biểu đẩy trở về kia trước đài trước mặt lúc sau hắn dáng vẻ lưu manh mà ghé vào trên bàn về phía trước đài nhướng mày tiểu huynh đệ ca cùng ngươi nói thẳng ta cảm thấy này đối tỷ muội không tồi, tưởng đem các nàng mang về nhà quá một đêm, ngươi khai cái giới. Khi nhân viên tạp vụ kinh ngạc ngước mắt nhìn cùng đau liếc mắt một cái, sau đó khó xử xem xét hai tỷ muội. Suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, hắn khó xử nhăn bám lấy mặt nói. Lão bản, là cái dạng này, đổi cô nương khác, khẳng định không thành vấn đề, chính là hai vị này là mới tới, chúng ta đến bảo đảm các nàng nhân thân an toàn A, à, nếu là ra chuyện gì, chúng ta tổn thất nhưng không phải lớn sao. Cùng đau trong lòng cười lạnh một tiếng. Này trước đài thế nhưng không biết xấu hổ nói, không bỏ hai chị em ra bãi tắm là vì bảo hộ hai chị em nhân thân an toàn a à, ta xem còn không phải là sợ hai chị em là mới tới tâm còn không có định ra tới ra bể tắm liền trốn chạy sao hắn trong lòng trào phúng nhưng trên mặt lại không biểu lộ hừ hừ mà bước lên môi cười lạnh một chút cùng đau lại nói ta nhưng mới vừa ở các ngươi nơi này hai vạn thể hội viên có duyên gặp được này tỉ muội muốn mang các nàng đi ra ngoài chơi một chút này đều không được các ngươi bãi tắm là như thế nào làm buôn bán nói nữa này hai cô gái là dài quá cánh có thể từ ngươi cùng gia thuộc hạ bay đi. Khi trước đại hiển nhiên cũng là một bộ thế khó xử bộ dáng, cũng không thể chính mình làm ra quyết định. Do dự một lúc sau, hắn công lưng đối cùng đao xin lỗi nói. Lão! Lão bản, thực xin lỗi, ta không có biện pháp làm ra quyết định này, ngươi có thể hay không chờ một lát trong chốc lát, ta cho chúng ta biết đại đường giám đốc xuống dưới, làm hắn quyết định ngươi có thể hay không mang theo hai vị cô nương rời đi. Cùng đao bày ra một bộ không kiên nhẫn mà bộ dáng dỗi trở về. Chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này nhi tiêu ma lão tử thời gian, ta còn muốn mang các cô nương chạy nhanh về nhà chơi đâu. Khi trước đài nhìn thấy cuồng đao như thế, hung thần ác sát, cũng là không dám chậm trễ, lập tức xét đánh không kịp bưng tay chi thế bác thông trên tủ máy bàn điện thoại, cấp cái gọi là đại đường giám đốc đánh đi điện thoại. Tích tích tiếng vang nửa ngày lúc sau. Điện thoại rốt cuộc chuyển được. Khi trước đài bay nhanh mà đem cuồng đao yêu cầu nói cho điện thoại bên kia người, điện thoại bên kia người ngắn gọn nói vài câu lúc sau, trước đài liền cắt đứt điện thoại. Sau đó, khi trước đài cười mỉa mặt đối cuồng đao nói, lão bản, ta cấp giám đốc nói, giám đốc nói hắn một hồi liền tới đây, ngày trước không nên gấp gáp, tới ngồi ăn chút uống điểm. Biên nói chuyện, hắn biên xuất quỷ đài, cung cung kính kính mà cấp cuồng đao chuyển đến một cái ghế dựa, còn vì hắn đổ một hồ trà, bưng mấy cái mâm đựng trái cây nhi. Cuồng đao lông mày một chọn, như thế nào, chỉ tiếp đón ta. Không tiếp đón ta hai cái hảo muội muội. Khi trước đài cười khổ một tiếng, kêu khổ không ngừng nói. Lão bản, ngài nhưng đừng tìm ta ra, không phải ta không cho ngươi mang hai cái tỷ tỷ đi, là ta thật sự không có quyền hạn làm quyết định này nha, ngài chờ, ta đây liền cấp hai cái tỷ tỷ dọn hảo ghế dựa. Nói xong, hắn tay chân nhưng thật ra nhanh nhẹn, bay nhanh mà cấp tiểu lục cùng tiểu lục tỷ tỷ dọn hảo ghế dựa, sau đó ba người ngồi ở trước đài đối diện một cái pha lê tiểu trên bàn trà, lặng lặng chờ đợi đại đường giám đốc đã đến. Trước đài thế bọn họ dọn hảo ghế dựa lúc sau, liền về tới thuộc về chính mình quay tiếp đón lui tới khách nhân, chẳng qua, hắn cũng chưa từng thả lỏng cảnh giác, mà là trộn dương mắt nhìn này cùng đau bọn họ bên kia tình huống cùng đao đảo cũng không sợ hắn nhìn càng là trực tiếp trực tiếp đại không liệt liệt ghé vào kia trên bàn trà một tay căng đầu hỏi tiểu lục cùng tiểu lục tỷ tỷ khi đại đường giám đốc là người nào hắn sao có thể quyết định các ngươi đi đâu tiểu lục khẽ meo meo đối cùng đao là một cái khẩu hình bưu ca cùng đao bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu nguyên lai like này đại đường giám đốc chính là cái kia chủ quản này đó các cô nương hỗn đản. ba người lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát quả nhiên không lâu lúc sau khi đại đường giám đốc liền hấp tấp mà chạy đến kia bưu ca nhưng thật ra thật sự đầy người mở béo chạy khởi lộ tới, hẳn thẳng từ trán đi xuống lưu. Trên người hắn ăn mặc tây trang dày da, thật không có một chút thành công nhân sĩ bộ dáng, ngược lại như là xã hội đại ca mới vừa trồng lên tầng da người dường như. Cùng đao đánh giá hắn trong chốc lát, liền đối với người này cơ bản tính cách làm ra phân tích. Cũng không phải một cái khó đối phó. Chính mình hôm nay mang tỷ muội về nhà, phỏng chừng có hy vọng rồi. Hắn trong lòng có chút mừng thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc, lẳng lặng chờ đợi kia giám đốc chạy đến bọn họ bên người. Quả nhiên, kia giám đốc trước bò đến trước đài thượng hỏi vài tiếng. Sau đó, kia trước đại tiểu ca khẩn trương mà chỉ một chút cùng đao bọn họ kia bàn. chương 344, Giám đốc. Đại đường giám đốc liền quay đầu tới, hiếp mắt đánh giá cùng đao bọn họ trong chốc lát. Sau một lát, đại đường giám đốc liền thò tay cười lớn triều cùng đao đã đi tới. Nguyên lai like đây là hôm nay hào khí mười phần, lập tức làm hai vạn thẻ hội viên cùng tiên sinh A, à, hạnh ngộ hạnh ngộ, ta là nơi này đại đường giám đốc, kêu ta bưu ca liền hảo, xin hỏi ngươi là có cái gì nhu cầu đâu. Cùng đao cũng không có như giám đốc nguyện phối hợp vương tay cùng hắn bắt tay mà là lãnh đạm đem mâm đựng trái cây xô đẩy khai sau đó nhét lên chân bắt chéo lạnh mặt chất vấn đại đường giám đốc như thế nào kêu ta đợi cả buổi chính là vì cùng ta nói lời này vừa rồi ngươi trước đài tiểu ca ở trong điện thoại không cùng ngươi nói rõ ta nhưng nói cho ngươi đem ta chọc phiền ta liền đi chỗ nào còn không có mỹ nữ về sau sẽ không lại đến các ngươi nơi này tiêu phí một phân tiền đại đường giám đốc nghe vậy nhưng thật ra lập tức khẩn trương lên hắn chà sát tay cười mỉa giả đối cùng đau nói cùng lão bản ngươi không cần kích động như vậy sao ta tới nơi này đương nhiên chính là vì cho ngươi giải quyết vấn đề ngươi yên tâm ngươi như vậy tôn quý hội viên chúng ta nhất định thỏa mãn ngươi sở hữu nhu cầu a hắn trầm ngâm trong chốc lát còn nói thêm theo lý mà nói này hai chị em đều là mới tới hôm nay cũng không nên làm các nàng đi lên bồi ngươi chính là chúng ta bên này nghĩ ngài là ra giá cao tiền liền cho ngài chọn chất lượng hảo một chút đưa lên đi ấn quy cũ các nàng cũng không thể đi theo ngươi nhưng là đại đường giám đốc lại trộn nâng lên đôi mắt nhìn thoáng qua cùng đao kia lãnh đạm bực bội biểu tình cắn răng nói nếu vì ngài phá một lần lệ, lại phá một lần cũng không sao. Giao xong phía sau, ngài liền mang theo này đối tỷ muội đi thôi. Ngày mai giữa trưa trước 12 giờ, đưa các nàng đúng giờ trở về là được, ngài biết đến, này đó mới tới tiểu nữ hài nhi, tâm tư nhưng đều không quá an phận. Đại đường giám đốc thập phần rõ ràng, hướng cùng đao là một phen ám chỉ. Cùng đao thấy hắn đồng ý, đương nhiên cũng là biết nghe lời phải mà làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, hướng đại đường giám đốc giảo hoạt gật gật đầu. Hắn còn âm thầm đối đại đường giám đốc âm thầm dựng một cái ngón tay cái, đại đường giám đốc cho rằng hắn hiểu được chính mình ý tứ ở khích lệ chính mình ở khích lệ chính mình tâm tư nghiêm cẩn cũng là cười đối cùng đau gật gật đầu sau đó đại đường giám đốc liền tất cung tất kính dẫn hắn đi trước đài xử lý thủ tục gần nhất đến trước đài nhìn đến trước đài tiểu ca truyền đạt kia trương bản giá biểu cùng đau hung hăng mà nhíu chặt mày không phải đâu các ngươi đi ra ngoài chơi một đêm mà thôi cũng yêu cầu năm vạn khi đại đường giám đốc cười mỉa nói lão bản xem ra ngươi có điều không biết a à, đây là tiền thế chấp này đến ngày mai này hai chị em bình an trở về chúng ta sẽ còn cho ngài bốn vạn năm phí dụng đát này giá cả không quý hai chị em đều như vậy xinh đẹp lại là tân nhân lão bản ngươi chính là nhặt tiện nghi a à. Cùng đao đại đại trận trắng mắt nhưng không có biện pháp hắn muốn mang tỷ muội đi thật đúng là nhất định phải đến phó cái này tiền cùng đao bất đắc dĩ từ trong bóp tiền móc ra thẻ ngân hàng tức giận đưa cho trước đài thượng hắn soát hảo gia hỏa một ngày quan chính mình một người liền tiến trướng bảy vạn trách không được mạo trái pháp luật nguy hiểm cũng muốn kinh doanh loại này do chuyện này đâu phó xong khoảng lúc sau cùng đao hướng tiểu lục cùng tiểu lục tỷ tỷ sau một cái ok thủ thế sau đó thông thả ung dung mang theo tỷ muội hai cái muốn đi ra ngoài lúc này đại đường giám đốc bưu ca đột nhiên nghi hoặc duỗi tay ngăn lại tiểu lục tỷ tỷ lục thật ta nhớ rõ ta không mang ngươi đi lên a ngươi như thế nào cùng chúng ta cùng lão bản hỗn đến cùng đi cùng đao thấy thế muốn tao vội vàng xoay người huy rất bưu ca tay sao lại thế này a tiền ta đều thanh toán lại tìm ra không cho ta dẫn người đi đúng không hợp lại các ngươi nơi này chính là ở hắc điếm bái cùng đao cao mày bắt đầu rồi tác nhân trước cáo trạng nghe vậy đại đường giám đốc ngữ khí vội vàng mềm xuống dưới sau đó xoay người đối cùng đau nói cùng lão bản ngài hiểu lầm ta này cũng chính là làm theo phép dò hỏi một chút rốt cuộc vừa rồi xác thật không có mang nàng đi lên hiện tại nàng không thể hiểu được xuất hiện ở các ngươi bên người ta khẳng định là muốn chỉ mình chức trách hỏi rõ ràng bằng không ta cũng không yên tâm nột cùng đau đầu óc đang ở bay nhanh chuyển động muốn cấp lục thật tìm một cái cớ không nghĩ tới lục thật thực trấn định lên tiếng Bưu ca, ta vốn là muốn đi tìm ta muội muội, sau đó ở cửa thang máy gặp vị này lão bản, đều là trùng hợp, ngươi cũng đừng lại chọc lão bản không cao hứng, yên tâm, ngày mai ta cùng muội muội nhất định trở về." Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, kia đại đường giám đốc tự nhiên cũng không có không đồng ý đạo lý. Hắn trên mặt mỉm cười, trong lòng hồ nghi tránh ra nói, sau đó nhìn theo ba người vào thang máy ấn tầng lầu, một đường đi xuống lầu. Cửa thang máy hợp lại thường, Lục Thật liền vội vàng hít sâu một hơi, sau đó vỗ vỗ bộ ngực. Tiểu Lục cũng vội vàng ôm lấy tỷ tỷ, đối nàng nghẹn ngào nói: vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết ta thiếu chút nữa cho rằng chúng ta đi không được đâu lục thật vỗ vỗ tiểu lục bối hai chị em lại lẫn nhau an ủi một phen cùng đao cảm thán thở dài một hơi nghĩ chính mình hôm nay cũng coi như là làm một chuyện tốt tới lầu một đại sảnh lục gia tỷ muội gắt gao đi theo cùng đao phía sau sợ ra một chút sai lầm hôm nay liền đi không được cùng đao cũng là đi uy vũ sinh không khí thế phi phàm một bộ đại lão bản bộ tịch đương nhiên cũng không ai dám đi lên cản hắn ba người cứ như vậy một đường ra bể tắm ra khách sạn trên mặt trấn định trong lòng khẩn trương đi đến trên đường cái đi cùng đao tới thời điểm là cùng cùng phong thần lý hy dễ bọn họ cùng nhau đánh xe lại đây cùng phong thần lý hy dễ trước tiên rời đi hắn tự nhiên cũng muốn một lần nữa đánh xe nhưng lúc này tiểu lục đi đến cùng đao phía sau nhỏ giọng hỏi một câu lão bản ngươi sẽ không không có xe đi cùng đao tức khắc liền xấu hổ hắn xoa xoa cái tráng cũng không tồn tại hãng sau đó hồ ngôn loạn ngữ đến xe bị ta tài xế khai đi trở về sau chúng ta trọng đánh một chiếc không phải hảo không cần để ý như vậy nhiều chi tiết nói hắn ngay cả vội cản lại một chiếc trống không xe taxi, vội vàng kéo ra ghế phụ môn ngồi xuống, sau đó từ cửa sổ xe dò ra đầu, triệu tỷ muội hai người vẫy vẫy tay. Đi nhanh đi, chúng ta đi nhà ta ngốc, cũng an toàn một ít, đừng ở đại đường cái thượng đứng, tiểu tâm bên trong người đuổi theo ra tới bắt các ngươi. Tỷ muội hai người lúc này mới liếc nhau, vội vàng nắm tay chạy hướng xe taxi ghế sau, một môn ngồi vào trong xe. Tài xế làm cùng đao báo một cái địa chỉ, cùng đao không cần nghĩ ngợi mà liền tuôn ra dịp gia chung cư vị trí. Tài xế quay đầu nhìn cùng đao liếc mắt một cái, treo ghẹo nói lão bản, không thấy ra tới ngươi trụ vẫn là người giàu có khu A, trách không được có thể mang hai cái muội muội về nhà chơi. Cùng đao theo bản năng quay đầu lại nhìn mặt lộ vẻ xấu hổ cùng gia tỷ muội liếc mắt một cái, sau đó cười mỉa một tiếng, cái gì chơi không chơi, nhìn ngươi nói chuyện, thật sự không dễ nghe. Khi tài xế tức khắc làm bộ thực hiểu bộ dáng. Chương 345, về nhà. Hắn thật dài sách một tiếng, sau đó dùng rất có xã hội rèn luyện ánh mắt nhìn về phía cùng đao. Lão bản, không cần thiết mông ta, ta tại đây kinh đô này một mảnh chạy đã bao nhiêu năm, còn có thể không biết hắn thiên sâm khách sạn lớn bên trong làm chính là cái gì mua bán. Ta xem này hai cái cô nương thoạt nhìn còn tính sạch sẽ, lão bản, ngươi hôm nay có phúc lạp. Cùng đao khẽ cao mày. Này khách sạn, thế nhưng đã trắng trợn táo bạo đến, liền này tài xế đều rõ ràng trong đó môn đạo sao. Khi tài xế hiển nhiên nhìn ra cùng đao nghi hoặc, vội vàng lại giải thích nói. Lão bản, ngươi đừng hiểu lầm, ta nhưng không có gì ý khác, ngươi cũng đừng lo lắng, biết tình huống này nha vẫn là thiếu, chẳng qua chúng ta tam giáo cửu lưu tiếp xúc quá nhiều, cái gì tin tức đều sẽ hướng lỗ tai tiếng một chút, ngươi nếu là không nghĩ thảo luận a, à, ta liền không nói. Này tài xế rõ ràng cũng không nghĩ chọc bực mới vừa kéo lên khách nhân. Vì thế, nói xong câu đó lúc sau, hắn liền sáng suốt mà lựa chọn câm miệng, chẳng qua ngẫu nhiên vẫn là sẽ dùng kính chiếu hậu, lặng lẽ quan sát một chút cuồng đao cùng ghế sau lục gia tỷ muội. Thật không dám giấu giếm, hắn trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng khởi, hôm nay, bên người cái này huynh đệ sắp gặp qua thượng nhiều hạnh phúc sinh sống. khi cuồng đao tự nhiên cũng là cảm thấy cái này đề tài xấu hổ hơn nữa hắn tưởng cấp lục gia tỉ muội chừa chút mặt mũi đừng làm các nàng quá mức nang kham vì thế cứ việc hắn tưởng lại biết nhiều hơn một ít về thiên sâm khách sạn lớn tin tức cũng vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói bốn người lúc này đều có một ít xấu hổ vì thế liền không có người lại khơi màu câu chuyện cứ như vậy bốn người một đường không nói gì một đường chạy như bay tới rồi mặt ra chung cư ngoài cửa tiểu lục vẫn luôn vui vẻ mà bái cửa sổ xe nhìn bên ngoài thế giới nàng đã có một hai tháng không có ra hôn khác sâm khách sạn lớn hiện giờ ở ô tô thượng một đường trong rủi nàng đảo cảm giác ra một chút chạy ra thăng thiên thú vị. Tiểu Lục tỷ tỷ Lục thật hiển nhiên không có tiểu Lục như vậy khoa trương, nhưng lúc này cũng khó nén kích động tâm tình, nàng chính mình biết, chính mình lòng bàn tay đã bị gắt gao nặng ra hẳn. Cùng đao phó xong khoảng lúc sau, liền mở ra điều khiển môn, chen chân vào muốn xuống xe. Hắn quay đầu nhìn lại, Lục gia tỷ muội còn không có cái gì phản ứng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cùng đao lại thúc giục nói: "Mau xuống xe, nhà ta tới rồi." Tiểu Lục cùng Tiểu Lục tỷ tỷ lúc này mới từ kích động tâm tình trung hoãn quá mức nhi tới, vội vàng mở ra ghế sau cửa xe, cũng mại chân xuống xe. Thật xinh đẹp phòng ở A. Xe taxi lại bay nhanh khai phá động cơ khai đi rồi. Nhìn đứng ở mặt gia chung cư trước ngốc không hề hề phát ngốc tỉ muội hai người, cùng đau không khỏi thúc giục các nàng hai một câu. Ngốc đứng làm gì? Mau vào đi A. Tỉ muội hai người lúc này mới phản ứng lại đây, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng đi theo cùng đau nện bước hướng cửa nhà đi đến. Cùng đau gõ gõ cửa, bên trong mặt phàm đám người đã chờ thật lâu sau, lập tức nghe tiếng mà động mở ra môn. Hai sóng người lúc này mới hai mặt nhìn nhau, gặp được lẫn nhau để nhấc mặt cùng đao túng có chút phát ngốc tỉ muội hai người vào phòng ở sau đó xoay tay lại đem cửa phòng một quan hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi lần này nhiệm vụ liền tính là hoàn toàn hoàn thành lúc này cảnh tượng xưng được với buồn cười mà quỷ dị mặt phàm phản ứng còn tính bình đạm bạch hy dịch lại là rõ ràng có chút mất tự nhiên hắn ho khan vài tiếng cố ý ngẩng đầu không xem lục gia tỉ muội phong thần còn lại là hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm các nàng hai cái loại này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hận không thể đem đôi mắt dán các nàng trên người nơi xa còn có hai nữ một nam khi hai nữ sinh lớn lên đều thật xinh đẹp một cái ôn nhu một cái lãnh diễm lúc này cũng ở trộm dương mắt đánh giá các nàng mà cái kia nam còn lại là một cái khờ khạo to con nhìn như là có chút thẹn thùng bộ dáng không muốn tiến đến các nàng trước mặt tới lục gia tỉ muội nhìn trước mắt nhiều người như vậy thả đều thần sắc khác nhau kỳ quái dọa tức khắc xúc tới rồi cùng đau sau lưng núp vào cùng đau bất đắc dĩ hét lớn một tiếng các ngươi đều tan được chưa đổ ở cửa xem động vật đâu dọa đến nhân gia tiểu cô nương mặt phàm lúc này mới xoay người phất tay thét to các huynh đệ tứ tán mở ra. Nhìn đến trước mắt không ai, tiểu lục lần này thả lỏng cảnh giác, tiến đến cuồng đao bên tai hỏi. Lão bản, nhà ngươi như thế nào có nhiều người như vậy a? À? Bọn họ đều là ai? Đang ngồi mấy cái công phu tốt. Tự nhiên đều nghe được tiểu lục thì thầm, tức khắc phục một tiếng bật cười. Phong thần trực tiếp cười ầm lên nói. Cuồng đao, một ngày không thấy, ngươi như thế nào lại đương lão bản? Cuồng đao xấu hổ không được, đành phải ho khang một tiếng, làm bộ muốn chú ý hắn. Phong thần vội vàng nhảy đến bạch hy dịch phía sau một trốn, le lưỡi, ý bảo cùng đao đánh không hắn. Tiểu Lục cùng Tiểu Lục tỷ tỷ nhìn đến trước mắt này buồn cười một màn, trong lòng khẩn trương cảm nhưng thật ra hơi hơi rút đi không ít. Cùng đao cũng không ý cùng phong thần so đo, hắn trực tiếp mang theo hai tỷ muội đi tới mặt phàm bên người. Hắn ho nhẹ một tiếng, đối hai chị em giới thiệu nói: Tiểu Lục, Lục thật, cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là mạc phàm, hiên viên câu lạc bộ ở kinh đô người phụ trách, Diệp Thị tập đoàn Tân nhiệm khách khanh, chính là hắn phái ta ngầm hỏi thiên sâm khách sạn lớn, do đó cứu ra các ngươi, các ngươi muốn nhiều cảm tạ hắn tiểu lục cùng tiểu lục tỷ tỷ nghe vậy do do dự dự mà cấp mặt phàm cút một cái cung sau đó vẫn là khó hiểu đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía cuồng đao cuồng đao lại xấu hổ ho nhẹ một tiếng tóm lại chính là ta hiện tại không phải cái gì lão bản các ngươi trước mặt vị này mới là chân chính lão bản các ngươi nhất định phải nhiều hơn cảm tạ hắn phối hợp hắn ngày sau điều tra công tác a lục thật lúc này càng là nhướng mày khó hiểu hỏi cái gì ngầm hỏi cái gì phối hợp điều tra cuồng cuồng lão bản ta thật sự càng ngày càng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì cùng đao bất đắc dĩ một phát cái trán sau đó đáp lại nói về sau kêu ta cùng đại ca liền hảo thật không dám giấu giếm lần này sự tình từ lúc bắt đầu ta chính là ông tra xét các ngươi nơi đó rốt cuộc có hay không không hợp pháp giao dịch mục đích đi gặp được các ngươi cũng là thật là có duyên cho nên mới đem các ngươi cứu ra tới thở dài cùng đao lại bổ sung nói chúng ta mục đích chính là vì vạch trần thiên sâm khách sạn lớn gương mặt thật sự khách sạn người lãnh đạo đoàn đội trọng tổ cổ quyền thuận lợi mà trở lại dịp gia đương nhiên các ngươi khẳng định nghe không hiểu này đó chỉ cần biết chúng ta đối với các ngươi là trăm lợi mà không một làm hại liền hảo. Tiểu lục cùng lục thật cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái, hiển nhiên vẫn là ở vào phát ngốc trạng thái. Kia! Cảm ơn cùng đại ca, cảm ơn mạc lão bản. Cứ việc vẫn cứ không có quá lý giải sự kiện ngọn nguồn, tỷ muội hai người còn là phi thường lễ phép hướng mặt phàm chào hỏi. Cứ việc ngoài miệng không nói, nhưng các nàng rốt cuộc thiệp thế chưa thâm, hiện giờ đã là phi thường tính nhiệm cùng đau. Các nàng trong lòng chỉ lo liệu một cái tính niệm, dù sao đã thoát ly khổ hải, bất luận quản ai kêu lão bản, không đều là kêu sao. Mạc Phàm cũng hơi xấu hổ đánh trở về một lời chào hỏi. Chương 346, giới thiệu. Cứ việc cùng đao phía trước cũng đang ở trong điện thoại cùng hắn nhắc tới quá, đây là một đôi song bào thai tỷ muội, nhưng đương nhìn đến chân nhân khi, Mạc Phàm vẫn là không khỏi mà kinh ngạc một chút. Này còn không phải là ngày đó cho hắn mát xa người mặt sao? Nhưng này hai cái tỷ muội thật sự là lớn lên giống nhau như đúc, thế cho nên hắn đều phân không rõ, cái nào mới là cùng ngày cho hắn mát xa. Huống hồ, hiện giờ Bạch Cửu Nhan ở đây, hắn đương nhiên cũng không có khả năng mở miệng dò hỏi. Có lẽ, chuyện này sẽ trở thành vĩnh viễn bí mật đi. Mạc Phàm trong lòng yên lặng cảm thán một chút, sau đó liền bắt đầu tự hỏi khởi nên như thế nào lợi dụng này hai cái tỷ muội nhất cử công phá Thiên Sâm khách sạn lớn. Phong Thần nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, vội vàng ở bên tai hắn gào to nói: "Đại ca, dù sao hiện tại chúng ta đều có chứng nhân, trực tiếp làm cảnh sát đi vào lục soát bọn họ không phải hảo sao?" Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ta còn chưa tin, những cái đó người xấu có thể chạy đi nơi đâu. Mạc Phàm cùng Đao cùng Lục Gia tỷ muội bốn người cực kỳ ăn ý cùng nhau lắc lắc đầu. Cùng Đao phía trước ở trong điện thoại cùng ta nói rồi, các nàng cái kia bãi tắm nơi nơi đều có ám môn, một khi cảnh sát từ lầu một tiếng vào, ám môn liền sẽ lập tức khởi động, chờ đến cảnh sát đi lên, sở hữu tương quan nhân viên đều chạy hết, căn bản không có khả năng bắt được bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng. Lục Gia tỷ muội gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Chúng ta ở chỗ này một hai tháng, cảnh sát đi lên ra quá ba bốn trở về, bọn họ nhiều lần đều là như vậy trốn, không có một cái cảnh sát cuối cùng ra đến ra tới bọn họ ở nơi nào, chỉ có thể bất lực trở về phong thần thầm mắng một tiếng đạp đá sofa pha chân này đàn kiếm tiền đen thật là giảo hoặc a à. mặt phàm còn lại là nhíu nhíu mày cùng đao không phải nói các ngươi nhớ rõ ám môn phương vị sao nếu trực tiếp từ ám môn đi vào lục soát nói kết quả sẽ thế nào đâu tiểu lục không rõ lắm vấn đề này nhưng lục thật lại kiên định mà lên tiếng ta đích xác nhớ rõ ám môn phương vị nhưng cũng không có trốn vào đi qua cho nên cũng không rõ ràng ám môn mặt sau là cái gì nếu chúng ta điều tra khi thẳng chỉ ám môn cuối cùng lại bất lực trở về nói ngược lại sẽ rút dây động rừng, đến lúc đó muốn bắt lấy bọn họ liền càng khó. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Lục Thật liếc mắt một cái. Hắn không thể tưởng được cái này bị phi pháp tích lợi nơi lừa gạt nữ hài ý nghĩ thế nhưng như thế rõ ràng, hoặc nhìn là cái hạt giống tốt. Lục Thật lại ngước mắt, nhìn quanh bọn họ mọi người liếc mắt một cái. Nàng phản phất kiên định cái gì quyết tâm dường như, tiếp tục nói: "Kỳ thật ta có một cái biện pháp, ta từ cùng nhau bị lừa đi tỉ muội nơi đó biết, bọn họ không chỉ có cung cấp bãi tắm, đường thực, còn cung cấp cơm hộp phục vụ, nếu cùng đại ca thông qua thẻ hội viên thượng tin tức liên hệ bọn họ, bọn họ sẽ phái tỉ muội ra tới tiếp đãi cùng đại ca. Tạm dừng một chút, lục thật lại tiếp tục nói. Tới cùng đại ca chỉ định địa điểm sau, bọn họ muốn chạy cũng là trốn không thoát, bất quá như vậy chỉ có thể bắt được bọn họ xác thật làm cái này không hợp pháp lợi nhuận sự nghiệp chứng cứ, không thể bảo đảm bắt được bọn họ dẫn đầu người. Nàng lo lắng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua mạc phàm cùng cuồng đao. Bưu ca giống nhau là sẽ không tham dự loại này hoạt động, nếu các ngươi muốn bắt bưu ca, vậy thực khó khăn, nhưng nếu các ngươi mục tiêu gần là làm thiên sâm khách sạn lâm vào hỗn loạn, kia này khẳng định là đủ rồi mặt phàm cùng cuồng đao kinh ngạc nhìn nhau trong lòng thật là cảm khái liên tục như vậy một cái thông minh cơ linh tư duy nhanh nhẹn thiếu nữ nếu không phải hôm nay trùng hợp bị bọn họ cứu ra tới về sau nói không chừng liền phải ở cái kia không thấy thiên nhật bãi tắm sống ổn chính mình thanh xuân niên hoa này thật sự là làm cho bọn họ không thể không thổn thức cảm khái này càng kiên định bọn họ muốn cứu ra thiên sâm khách sạn lớn sở hữu nữ hài tử quyết tâm mặt phàm tự hỏi một chút cảm thấy phương pháp này xác thật không tồi vì thế liền hỏi cuồng đao muốn tới hắn thẻ hội viên ở trên di động đem dãy số bảo tồn một phen ngày hôm sau cùng đao ở sáng sớm liền hướng bể tắm bên kia đánh đi điện thoại xưng chính mình lại tới nửa một phiếu huynh đệ làm bể tắm lại cho hắn chuẩn bị mấy cái cô nương đưa đến hắn cùng mặt phàm tỉ mỉ chọn lựa sẽ không khiến cho hoài nghi địa chỉ nhưng lúc này bể tắm bên kia lại ầm ừ lên lão bản gần nhất ra nghiêm a à, nếu ngươi thật sự muốn tìm cô nương ta chỉ có thể đem các nàng đưa đến chỉ định địa điểm sau đó các ngươi tự mình đi tìm nàng nha cùng đao khai chính là loa hình thức nam nhân nói nói ở đây mọi người đều nghe xong cái rõ ràng cùng đao dò hỏi này triều mạc phàm nhướng mày Mạc phàm dùng ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục hỏi đi xuống Cùng đao thanh thanh ít hầu tiếp tục hỏi như thế nào ra đến nghiêm a à? các ngươi phạm tội gọi người khác bắt được nếu là như thế này ta đây về sau cũng không dám tới các ngươi nơi này tiêu phí a à? tiếp điện thoại người nọ vội vàng vãn hồi nói lão bản gõ ngài lời này nói chẳng qua gần nhất nổi bật sắc thật tương đối khẩn ngài cùng các huynh đệ nếu là tưởng chơi chúng ta bên này không thành vấn đề chẳng qua khả năng muốn tới chúng ta chỉ định địa chỉ đi như vậy tương đối an toàn sao cùng đao lại dùng ánh mắt dò hỏi một chút mạc phàm mạc phàm gật gật đầu ý bảo cùng đao đồng ý đối diện cách nói hảo đi đem các ngươi địa chỉ báo cho ta cùng đao triều điện thoại bên kia tức giận nói điện thoại bên kia vội vàng đem chính mình địa chỉ nói cho cùng đao sau đó lại mở miệng dò hỏi cùng lão bản không biết cùng ngài đi kia hai cái tỷ muội ngươi tính khi nào đưa về tới đâu vẫn là làm các nàng cùng trong chốc lát qua đi cùng các ngươi tỷ muội cùng nhau trở về nói vậy chúng ta thu phí sẽ cao một ít nha cùng đao triều điện thoại bên kia mắng liệt hai câu nhìn các ngươi này toán tiền mắt nhi bộ dáng, ngươi cùng ca ta thiếu về điểm này nhi tiền. đến lúc đó toàn tính thượng trướng không phải được rồi. hai người lại xác định một chút địa điểm cùng giao dịch nhân số cùng kim ngạch, lúc này mới cắt đứt điện thoại. phong thần một phách cuồng đao cánh tay, treo gẹo nói, Cùng ca, không thấy ra tới, muốn mười cái mụi mùi tới bồi a, mảnh a. cuồng đao đem hắn tay đẩy ra, mắt trận trắng mắng một câu, đi ngươi. sau đó hắn ho nhẹ một tiếng, hướng lục gia tỷ muội dò hỏi, vừa rồi hướng hắn muốn mười cái người chẳng qua là vì tìm hiểu các ngươi nơi đó nhân viên dự trữ, không nghĩ tới hắn như vậy nhẹ nhàng liền đáp ứng xuống dưới, ngươi cùng ca nói thật, các ngươi nơi đó rốt cuộc còn có bao nhiêu bị nhốt đồng bạn. Lục thật một cắn môi dưới, sau đó hướng cuồng đao thẳng thắn nói. Kỳ thật ta không có gặp qua chúng ta nơi đó toàn thể thành viên, mọi người đều thường xuyên cắt ra các nghiệp vụ, không có có thể toàn bộ tụ ở bên nhau thời gian, nhưng ta bảo thủ phỏng chừng. Ít nhất có bốn năm chục cái đi. Đang ngồi mọi người đều là hít hà một hơi, như thế đại quy mô phi pháp giao dịch nơi, thế nhưng bình an không có việc gì ở kinh đô kinh doanh 5 năm lâu sau. Mạc Phàm lập tức cấp hàng cục đánh đi điện thoại, hướng hắn thuyết minh phía chính mình phát hiện cùng với điện thoại giao dịch tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hàng cục quả thực không dám tin tưởng, hắn đối Mạc Phàm hỏi: "Ngươi là nói, các ngươi bắt được Thiên Sâm khách sạn lớn làm phi pháp hoạt động đích xác tạc chứng cứ?" Chương 347, chuẩn bị. Mạc Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, vốn dĩ chỉ là muốn đi ra xét một chút năm đó bị tiền gia thu mua công ty con hiện giờ phát triển trở thành cái dạng gì, không nghĩ tới thường xuyên qua lại tìm hiểu nguồn gốc." thế nhưng liên lụy ra lớn như vậy một cái sản nghiệp liên, ta cũng xác thật không nghĩ tới. Hàng cục lập tức hướng mặt phàm nữa là kích động nữa là buồn rầu oán giận nói. Mặt tiên sinh, không nói gạt ngươi, cái này khách sạn lớn chúng ta đã chặt chẽ giám thị một năm có thừa, nhưng mỗi lần phát hiện điểm gió thổi cỏ lây, một điều tra người toàn bộ chạy quan, nửa điểm chứng cứ không dư thừa, chúng ta cũng phi thường buồn rầu, không nghĩ tới hiện giờ án này thế nhưng ở ngươi trên tay phá. Hắn ngay sau đó lại nói. Hôm nay xâm khách sạn lớn, năm đó ở dịp gia thủ hạ khi, là kinh doanh phi thường tốt, không hiểu được như thế nào vừa đến tiền gia thủ hạ, liền cùng này đó dơ bẩn không hợp pháp giao dịch nhất lên quan hệ, này đối chúng ta kinh đô phong bình bị hao tổn cũng là rất nghiêm trọng a. À. Mạc Phàm an ủi hắn nói, không quan hệ, này không phải đã tìm được chứng cứ sao? Huống chi chúng ta nơi này đã cầu được hai vị chứng nhân đồng ý, liền tính nhiệm vụ lần này thất bại, các nàng cũng nguyện ý làm vì người bị hại, đi chỉ chứng thiên sâm khách sạn lớn xác thật tồn tại phi pháp giao dịch. Hàng cục vừa nghe lời này, càng là tin tưởng gấp trăm lần. Hắn vội vàng cùng Mạc Phàm cùng nhau ở trong điện thoại mở ra hội nghị, tổ chức nổi lên lần này hành động bố trí. Cùng đao ước định thời gian chính là buổi chiều 6 giờ. Thời gian vừa đến, thiên sâm khách sạn lớn bãi tắm bên kia liền sẽ phái người đưa kia vài tên nữ tử tới chỉ định địa điểm, mà bọn họ cũng chỉ yêu cầu đi lấy chỉ định địa chỉ ngoài cửa báo ám hiệu, là có thể nhìn thấy những cái đó nữ tử. Đồng thời, đi theo cũng nhất định còn có thiên sâm khách sạn lớn bộ phận thiệp án nhân viên an ninh. Thương lượng xong sở hữu tế hạn lúc sau, thời gian đã tới rồi đêm khuya, khoảng cách ngày mai buổi chiều còn có suốt 3 ngày thời gian đoàn người an bài hảo tương ứng nhiệm vụ lúc sau đều tính toán từng người đi ngủ tiểu lục cùng tiểu lục tỷ tỷ đứng ở chính giữa đại sảnh thực sự có chút đứng ngồi không yên lúc này bạch cửu nhang nhìn ra các nàng co quắp đi tới các nàng bên người ôm nhu bắt tay đáp ở các nàng trên vai các ngươi không cần sợ hãi nếu đã bị cứu ra chính là hoàn toàn thoát ly khổ hải đêm nay trước ở tại nhà ta đi tiểu lục còn có chút hoảng loạn nhúc nhát sợ sệt túng lục thật sự tay áo lục thật xấu hổ né tránh một chút bạch cửu nhang sau đó thấp giọng nói cảm ơn hiển nhiên nàng còn không biết xưng hô bạch cửu nhan cái gì bạch cửu nhan cười khúc khích kêu ta chính nhan tỷ thì tốt rồi ta là các ngươi mạc lão bản thê tử yên tâm chúng ta nơi này cái gì cũng không thiếu càng không thiếu phòng cho khách ta trong chốc lát mang các ngươi đi lên chọn một gian các ngươi liền thanh thản ổn định ở chúng ta này trụ hạ đi chuyện khác về sau lại nói tiểu lục cùng lục thật nhìn nhau liếc mắt một cái đều rất là cảm kích hướng bạch cửu nhan gật gật đầu các nam nhân cắt vào các phòng bạch cửu nhan cũng mang theo tỷ muội hai người thượng đến trên lầu tìm kiếm phòng cho khách không trong chốc lát Hai chị em liền lựa chọn một gian phòng ở, chủ yếu là các nàng không nghĩ quá mức phiền toái Bạch Cửu Nhan, vì thế gần đây chọn một gian không trí. Bạch Cửu Nhan làm nữ chủ nhân, phi thường tận chức tận trách vội trước vội sau giúp các nàng bố trí một phen, tiểu lục cùng lục thiệt tình miễn bàn nhiều cảm động. "Hảo, các ngươi liền trước miễn cử ngủ hạ đi, lúc sau sự tình giải quyết, liền mang các ngươi đi mua tân đồ vật, về sau các ngươi nếu tìm không thấy chỗ ở, cũng có thể đem nơi này coi như chính mình gia nha." Bạch Cửu Nhan phi thường ôn nhu lại nhiệt tình mà đối hai chị em hô hai chị em nội tâm sớm đã đem bạch cửu nhan làm như bọn họ đại tỷ tỷ đối đãi lúc này cũng là hai mắt rưng rưng nhìn theo bạch cửu nhan rời đi như vậy an ổn vượt qua một đêm ngày hôm sau sáng sớm hai chị em sớm liền rời giường muốn xuống lầu giúp lão bản một nhà làm điểm ăn không nghĩ tới mới vừa một chút lâu bọn họ liền gặp cái kia ở trong phòng bếp bận việc lãnh diễm nữ nhân lãnh diễm nữ nhân ngày hôm qua vẫn chưa cùng các nàng nói chuyện bất quá sáng nay nhìn thấy các nàng hai sắc mặt đảo cũng cũng không biến hóa chỉ là nhàn nhạt nói một câu các ngươi khởi cũng rất sớm a à, bữa sáng nếu muốn ăn cái gì tỷ muội hai người liên tục lắc đầu các nàng ăn nhờ ở đậu bản thân cũng là cho nhân gia thêm phiền toái lúc này lại sao dám đưa ra yêu cầu cho người ta chế tạo tân phiền toái đâu vì khách liền phải đầy hứa hẹn khách chi đạo sao lãnh diễm nữ nhân thấy các nàng vẫn chưa trả lời vì thế lại cúi đầu đùa nghịch trong tay các màu bữa sáng sau đó nhàn nhạt đối bọn họ tự giới thiệu nói ta kêu băng các ngươi về sau kêu ta băng tỷ liền hảo tỷ muội hai người vội vàng không lưng không lưng cùng kêu lên nói băng tỷ hảo băng thấy các nàng như thế nhát gan cẩn thận khóe miệng cũng là không khỏi nhếch lên cười khẽ một chút này hai cái tiểu muội muội quái đáng yêu, sau đó, băng liền cầm lấy trên bàn hai ly nhiệt sữa bò phóng tới bọn họ trước mặt. Bữa sáng có sandwich sữa đậu nành bánh quẩy, các ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không cần xem người khác sắc mặt, có thể ở lại tiếng mặt gia chung cư, ngươi cũng coi như cùng chúng ta một đám người có duyên, không cần như thế câu nệ. Hai chị em lại cảm kích về phía băng cút một cung, sau đó ngồi vào bàn ăn bên, nâng lên nhiệt sữa bò ly chậm rãi uống lên lên. Lục tục, trên lầu lại có người xuống dưới. Băng giúp bọn hắn nhất nhất giới thiệu, một đống bữa sáng ăn xong đại gia hỏa cũng là quen thuộc không ít. Ăn xong bữa sáng, một đám người lại tụ ở phòng khách, thương lượng nổi lên chiều nay bắt giữ hành động. Mặt Phàm rõ ràng chiếm cứ chủ đạo nhân vật, ở đối bọn họ phân phối nhân vật cùng nhiệm vụ. Hắn đối cùng đao cùng Lục Gia hai chị em nói: "Hôm nay nhiệm vụ, các ngươi là quan trọng nhất một vòng, ngàn vạn không thể biểu hiện quá mức khẩn trương, để tránh làm đối phương nhìn ra có bất luận cái gì sai lầm, cùng đối phương trò chuyện tận lực đều cho các ngươi cùng đao tới tiến hành, hắn là lão bánh quẩy, biết như thế nào ứng đối này hết thảy." cùng đao cười mắng chùi ý hắn một chút. Ta như thế nào chính là lão bánh quẩy, không cần ở bọn muội muội trước mặt chửi bới ta hảo sao? Hai chị em lúc này cũng không có tối hôm qua vừa tới chung cư khi như vậy câu nệ, vì thế đều thoải mái mà xì cười một chút, sau đó đối mặt phàm gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe minh bạch kế hoạch của hắn. Đoàn người ở chung cư véo biểu chờ đợi đã đến giờ tới. Buổi chiều 4 điểm, Mạc Phàm cảm thấy thời cơ đã là thành thục, liền làm cùng đao gọi điện thoại cấp đối diện bãi tắm người. Cùng đao ngầm hiểu bác thông cái kia ngày hôm qua dãy số. Quy, Ta là ngươi cùng ca a, ta cùng ngươi nói, ta cùng ta các huynh đệ chính là đều chờ không kịp, ngươi bên kia bọn muội muội, khi nào đến ngươi nói nơi đó a. Mau chóng biết không? Đừng làm cho ta chờ tới chờ đi chờ không kiên nhẫn. Đối diện người nọ cười hướng cùng đao đánh thái cực nói. Cùng lão bản a, chúng ta thời gian định không phải 6 giờ sao? Hiện tại còn sớm nha, ngươi yên tâm, thời gian vừa đến, ta lập tức đem địa chỉ cùng liên hệ phương thức chia ngài, ngài đi là được, ta bảo đảm, các bạn tịnh điều thuận chân dài a, tuyệt đối có thể làm ngài huynh đệ hỏa vừa lòng chương 348, thượng câu. Cùng đao dương mắt nhìn lục gia huynh mũi liếc mắt một cái, sau đó triều điện thoại bên kia treo ghẹo nói. Có ta bên này này hai cái song bào thai tỷ muội xinh đẹp. Không đúng sự thật, ta nhưng đi tạp các ngươi cửa hàng A. Đối diện cũng nghe ra cùng đao là ở nói giỡn, vội vàng cười khổ vài tiếng, hướng cùng đao mời nổi lên công. Cùng lão bản, ngài nhìn nhìn, chúng ta thiên sâm đại bãi tắm xinh đẹp nhất hai cái nữ, không phải đã ở ngài chỗ đó sao? Ngài còn làm chúng ta đến chỗ nào đi cho ngươi tìm càng xinh đẹp? Từ bầu trời trảo thiên tiên xuống dưới, nhưng ngài yên tâm, chúng ta nơi này nha, không có chất lượng kém. Cùng đao thấy đối diện đã là hoàn toàn đã không có cảnh giác, vì thế lại đánh vài câu ha ha, liền cùng đối diện cắt đứt điện thoại. Hắn hướng mặt phàm báo cáo nói. Bọn họ nói 6 giờ đúng giờ cho chúng ta phát tin tức, hơn nữa bọn họ bên này ngữ khí rất tự nhiên, hẳn là không có phát hiện chúng ta mục đích, trong đó hẳn là sẽ không có trá. Mặt phàm gật gật đầu, vỗ vỗ cùng đao vai, sau đó cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ. Còn có hai cái giờ, hắn đã sắp có điểm chờ không kịp. Trước mắt xem ra, Thiên Sâm khách sạn lớn có thể nói là hắn thu phục Diệp gia sở hữu công ty con lớn nhất một cái đột phá khẩu, không chỉ có là bởi vì Thiên Sơn khách sạn lớn có danh tiếng, càng là bởi vì Thiên Sâm khách sạn lớn sau lưng là Tiền gia. Nếu Tiền gia thật sự tham dự khách sạn phi pháp lợi nhuận, kia nhất định khó thoát pháp luật chế tài, đến lúc đó Tiền gia một suy sụp, kia đánh cuộc tự nhiên tự động mất đi hiệu lực, căn bản là không cần phải hắn lại nhọc lòng thuyết phục công ty con vấn đề. Trước mắt xem ra, tiền gia tham dự khả năng tính cơ hội tiếp cận trăm phần trăm bằng không tiền người nhà lại như thế nào có thể giải thích nguyên lai thanh thanh bạch bạch sản nghiệp đến trên tay hắn liền bắt đầu tàn ô nạp cấu lên mặt phàm trong lòng khó nén đến có chút kích động lên này một đợt nhất định muốn thành công bằng không lại muốn bắt trụ tiền gia nhược điểm đã có thể khó khăn hoàng kim ven hồ thượng trên ảnh chụp người nọ chậm chạp tìm không ra tới tiền quan hy bên kia không có bất luận cái gì động tĩnh thu phục sở hữu công ty con kỳ hạn lại gần ngay trước mắt hắn không có khác thời gian cùng cơ hội lại đợi cùng đao đương nhiên cũng nhìn ra mặt phàm để ý vì thế cũng thở dài vương tay vỗ vỗ mặt phàm bả vai dùng ánh mắt kiên định duy trì hắn hắn hướng mặt phàm điểm điểm cầm tỏ vẻ chính mình lần này nhất định sẽ dùng hết toàn lực giúp mặt phàm hoàn thành này mặc cho vụ mặt phàm vui mừng hồi nhìn hắn một cái sau đó một đám người lại lâm vào nôn nóng chờ đợi bên trong thực mau buổi chiều 6 giờ tới rồi theo kim dây cuối cùng một tiếng ca đạt cùng đao điện thoại đúng giờ vang lên hắn vội vàng mở ra màn hình điện báo biểu hiện thượng biểu hiện quả nhiên đó là thiên sâm đại bãi tắm bên kia điện thoại Mạc Phạm Hướng đang ngồi mọi người sau một cái hư, sau đó lẳng lặng chờ đợi này cùng đau tiếp nghe. Cùng đau hít sâu một hơi, vỗ vỗ bộ ngực, sau đó tiếp khởi điện thoại, triều bên kia không chính hình nói. Ai da, như thế nào mới đánh tới? Chờ chết ca, mau nói, địa chỉ cùng bọn muội muội liên hệ điện thoại. Đối diện người nọ nghiễm nhiên đã thành cùng đao chuyên chúc thách phục, vội vàng thục đuổi đi đáp lại nói. Cùng lão bản, không nên gấp gáp sao, đông phong cao ốc B tòa 506, người mang theo các huynh đệ trực tiếp đi, yên tâm nơi đó đều là chúng ta địa bàn cùng nhãn tuyến, ngài tuyệt đối thanh thản ổn định đi, thanh thản ổn định hồi, đều không cần lo lắng sợi. Cùng đao khai chính là loa hình thức, đối diện báo cái này địa chỉ, đã rành mạch mà tiến vào đang ngồi mọi người lỗ tai. Mạc Phàm vội vàng móc di động ra biên tập tin tức chia hàng cục, sau đó lại tiếp tục lẳng lặng chờ đợi đối diện sẽ nói chút cái gì. Đang ngồi mọi người đều là nín thở ngưng thần, sợ phát ra một chút tiếng vang, dẫn tới đối diện hoài nghi. Lúc này, cùng đao lại nhướng mày tiếp tục hỏi. Ta đây hiện tại từ gia môn nhi đi. Ta nhưng nói cho ngươi, tốt nhất ta vừa đi chỗ đó, bọn muội muội cũng đã ở trong phòng chờ, đừng ta đi, bọn muội muội còn không có tới làm, dám để cho ta cùng ta các huynh để mất hứng, ngươi chờ cùng gia ta tấu ngươi a." À. Đối diện lại là cười khổ hồi phục nói: "Yên tâm yên tâm, chúng ta như vậy vẫn gọi điện thoại cho ngài a, à, chính là làm bọn muội muội ở trong phòng làm chuẩn bị đâu, bảo đảm các ngươi đi thời điểm, các nàng đều đã tắm rửa sạch sẽ chờ các vị đại giá quan lâm." Đang ngồi bốn vị nữ tính nghe được lời này, đều là mày nhăn lại, thân là nữ tính đồng bào, các nàng cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác chính mình bị mạo phạm tới rồi làm loại này sinh ý người đem nữ tính coi như ngoạn ý nhi đối đãi thật là một chút nhân tính đều không có nhưng đang ngồi nữ tính đều rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính bởi vậy liền tính trong lòng lại không thoải mái cũng như cũ không có phát ra tiếng chỉ là lẳng lặng chờ đợi cuồng đao cùng bên kia trò chuyện cuồng đao nghe được lời này cũng là rất là xấu hổ nhưng hắn không thể không tiếp tục dò hỏi đi xuống lấy bảo đảm nhiệm vụ lần này thành công ta ngày hôm qua nghe ngươi nói không phải còn có ám hiệu gì đó sao hình như là đến báo đối ám hiệu bọn muội muội mới cho chúng ta mở cửa đâu, ngươi này cũng không nói cho ta ám hiệu là cái gì nha. Liêu nửa ngày, như thế nào liền này quan trọng nhất đều không nói. Đối diện lúc này lại đánh ha ha nói. Lão bản, ngươi có điều không biết, ngài đến trước lái xe vào chúng ta kia tiểu khu, thông qua một cái khảo nghiệm, mới có thể được đến bên kia huynh đệ cho ngài ám hiệu A, cái này nha, chính là vì ứng phó một ít đột phát trạng huống, chúng ta dù sao cũng là có nguy hiểm, tin tưởng ngài cũng lý giải. Cùng đao mày nhăn lại. Như vậy quan trọng tin tức, người này ngày hôm qua nhưng không có cùng chính mình nói, hiện tại lâm thời thông tri, nói rõ là không nghĩ cho chính mình bên này bất luận cái gì chuẩn bị cơ hội. Hắn trực tiếp khai mắng. Có ý tứ gì a à các ngươi này đang nhảy ranh, loại này lưu trình ngày hôm qua không cùng ta nói, hiện tại mới nói, như thế nào, sợ cùng gia ta là tới bắt các ngươi bái. Đối diện hiển nhiên đã thói quen cùng đao biểu lộ ra tới bạo tính tình, vì thế còn là phi thường nhẫn nại tính tình trả lời nói. Ngài là khách lạ, cho nên mới lần đầu tiên biết, một hồi sinh nhị hồi sau, chờ đến lần sau thành thục khách, ngài chẳng phải sẽ biết này quy củ sao chúng ta nha chủ yếu cũng là sợ có chút người cùng sợi hợp tác đục nước béo cò làm cho cuối cùng chúng ta mất cả người lẫn của cuồng đao lại dương mắt ngó mặt phàm liếc mắt một cái thấy mặt phàm không có gì phản ứng cuồng đao ho nhẹ một tiếng lại dựa theo chính mình nói đầu nói đi xuống được rồi được rồi gia ta đã biết này liền ra cửa hướng các ngươi bên kia đuổi mẹ nó tưởng ở các ngươi bên kia tiêu phí một bút còn như vậy phiền toái nếu là thể nghiệm không tốt xem gia không tạp các ngươi cái này hắc điếm đối diện không lưng uống gối xấu hổ cười đáp lại nói thể nghiệm tuyệt đối hảo a à đỉnh cao kinh đô nhất lưu. Này cũng không phải là ta thổi, chúng ta khách hàng quen nhiều lần đều nói như vậy a. À. Mạc Phàm gợi lên khóe miệng cười lạnh một chút, sau đó ý bảo cùng đao có thể kết thúc nói chuyện. Cùng đao được đến mệnh lệnh, lại cùng đối diện hàng huyên vài câu, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Mạc Phàm, chúng ta hiện tại đi sao? Vẫn là trước liên hệ hàng cục bọn họ. Mạc Phàm cử cử chính mình di động lắc lắc. Chương 349, cá lớn. Ngay từ đầu ta đã liên hệ qua, chính là sợ bọn họ sẽ theo dõi tiểu khu xuất nhập, vì thế trước tiên dặn dò hàng cục bên kia, không cần đại phê lượng dùng một lần dũng mãnh vào, một chiếc một chiếc chậm rãi tiếng. Cuồng đao vỗ vỗ mặt phàm vai. Ngưu A huynh đệ, biết trước này đều. Mặt phàm cười cười, nơi nào nơi nào, bất quá là trước tiên đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất thôi. Đáp lại xong cuồng đao nịnh hót, hắn lại tiếp tục nói. Chúng ta chờ một lát lại xuất phát, tranh thủ đem thời gian khống chế đến, hàng cục an bài xe vào một nửa, chúng ta lại tiến, chúng ta vào lúc sau, hàng cục dư lại một nửa xe bổ khuyết thêm, như vậy, chúng ta thời gian điểm cũng có thể biết đến tương đối hảo, trước sau đều có bảo đảm. Cùng đau gật gật đầu, tỏ vẻ thập phần tán thành mạc phàm cái này quyết sách. Ta phỏng chừng A, bọn họ khảo nghiệm, chính là muốn quan sát chúng ta tới người, rốt cuộc có phải hay không như điện lời nói nói như vậy, cho nên ta phỏng chừng còn muốn mang mấy cái sinh gương mặt cùng nhau lên xe, chúng ta nơi này trừ bỏ mạc phàm trên cơ bản đều là sinh gương mặt đi, đến lúc đó cùng đi. Mọi người đều là gật gật đầu, đối tham gia cái này hoạt động hiển nhiên đều phi thường hưng phấn, không có gì bài xích. Phong thần đặc biệt kích động. Hắn lớn như vậy, còn không có tiếp xúc quá loại người này đâu, cho nên đêm qua, hắn đối lục gia tỷ muội biểu hiện cũng là tương đương có hứng thú. Băng cười lạnh một tiếng. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, nghe được muốn đi phiêu sướng, như vậy hưng phấn. Cũng không sợ chọc người khác chê cười. Phong thần nháy mắt náo loạn cái đỏ thẩm mặt, quay đầu đối với băng mặt đỏ tay hồng thẳng trừng mắt. Ta! Ta lại không phải đối cái kia cảm thấy hứng thú. Ta chính là tưởng xem xem náo nhiệt, này đều không được sao. Lúc này, mặt phàm ho nhẹ hai tiếng, dùng khuỷu tay đâm đâm băng, tỏ vẻ muốn nàng chú ý lời nói băng lúc này mới ý thức được vừa rồi chính mình ngôn ngữ là quá mức lộ liễu quả nhiên nàng ngẩng đầu vừa thấy lục gia tỷ muội đều đã khổ sở cúi đầu người nói vô tâm người nghe cố ý lộ gia tỷ muội lúc này là có chút thương tâm băng không am hiểu hống người vì thế chỉ có thể vội vàng xấu hổ mở miệng nói tiểu lục tiểu lục tỷ ta không có ý khác chính là nói lời nói tương đối trực tiếp các ngươi không cần để ở trong lòng hít một hơi sau lục thật ngẩng lên mặt đối bọn họ không sao cả cười một chút sau đó vỗ vỗ tiểu lục vai cúi đầu đối muội muội nói không có việc gì đi băng tỷ không có ác ý tiểu lục cũng vội vàng gật gật đầu ta biết đại gia tiếp tục đi đừng chậm trễ chính sự bạch cửu nhan dùng ánh mắt trấn an một chút bọn họ đề tài lại lần nữa về tới quỹ đạo thường chờ đợi trong chốc lát lúc sau cùng đao đi ra cửa lái xe tiểu lục cùng tiểu lục tỷ tỷ cùng với mặt phàm bạch khi dịch phong thần huyền vũ a hải đều ngồi trên xe hướng thiên sâm đại bãi tắm chỉ định địa chỉ khai khu mặt phàm từng lên tivi không có phương tiện lộ diện lần này vẫn như cũ là ngồi trong xe chỉ huy từ mặt khát huynh đệ hành động vừa rồi trải qua điều tra biết được, bọn họ sắp đi trước Đông Phong tiểu khu, cũng là tiền gia kỳ hạ địa ốc lâu bàn, này không thể nghi ngờ càng thêm kết luận mạc phàm phán đoán, tiền gia cùng thiên sâm khách sạn lớn sau lưng thiệp hoàng án có quan hệ. Lúc này, một chiếc điệu thấp màu đen xe hơi cũng ở chậm rãi sử hướng thiên sâm khách sạn lớn. Ở cùng đao tới Đông Phong tiểu khu trong nháy mắt, này hai màu đen xe hơi cũng tới khách sạn lớn cửa. Xe này người điều khiển cực kỳ cẩn thận, một đường tránh đi người qua đường nhiều địa phương, bảy vạn tám quải đi vào một cái cửa hông phụ cận, ghế sau người thật cẩn thận đẩy ra cửa xe, mang mũ cùng khẩu trang xuống xe. Nam nhân xuống xe sau vẫn chưa tả hữu nhìn quanh, mà là bay thẳng đến nhập khẩu chạy đi, hoặc nhìn cũng là một bộ đối cái này địa phương ngựa quen đường của bộ dáng. Hắn thẳng đến hướng về phía thang máy, ấn xuống thiên sâm đại bãi tắm tầng lầu, sau đó thở ra một hơi, lặng lặng chờ đợi thang máy tới. Len ken một tiếng. Thang máy tới rồi. Người nọ tới lúc sau rõ ràng thả lỏng lại, hắn hít sâu một hơi, gỡ xuống chính mình mũ cùng khẩu trang, nếu mặt phàm cùng long ca ở chỗ này, nhất định sẽ chấn động lén lút tiến vào thiên sâm khách sạn lớn mới ra thang máy người này. Chính là Hoàng Kim bờ biển sự kiện sau lưng thao tác giả cùng ở dịp gia bến tàu thuê đội đổ người lợi ca. Khi lợi ca đảo qua vừa rồi cẩn thận, cùng hồi chính mình gia dường như lười biến hướng đi trước đài, ghé vào nơi đó hỏi. Gần nhất sinh ý thế nào? Có hay không một ít đại sự phát sinh? Nói hồi mạc phàm bên này. Bọn họ vào tiểu khu sau, một đường sử hướng về phía người nọ cùng bọn họ nói đóng số phía dưới. Đình hảo xe sau, cùng đao cấp đại bãi tắm người đánh đi điện thoại. Chúng ta tới rồi, xe liền ngừng ở ngươi nói đóng số phía dưới, hiện tại như thế nào tiến hành bước tiếp theo? Đại bãi tắm người đối hắn nói. Lão bản, ngươi cùng ngươi huynh đệ trước xuống xe, ở dưới lầu một cái quán cà phê ngồi trong chốc lát, sau đó chúng ta cùng các ngươi nói bước tiếp theo kế hoạch. Cùng đao khí cực phản cười. Liền mẹ nó các ngươi phá việc nhiều, có thể hay không làm nhanh lên. Hắn vẫy tay một cái, toàn xe nhân viên trừ mặt phàm ngoại, toàn bộ khò khè một chút đều xuống xe. Cứ như vậy, năm cái năm hai cái nữ nghênh ngang vào tiệm cà phê, bọn họ thần sắc đặc dị, nhưng đều nhớ kỹ mạc phàm dặn dò, trừ bỏ lục gia tỉ muội bên ngoài những người khác không cần biểu lộ quá nhiều khẩn trương tình huống ngồi định rồi lúc sau cùng đao triều điện thoại bên kia gào to nói đừng ma kỹ chúng ta tới rồi chạy nhanh báo ám hiệu lại ma kỹ lão tử đi rồi a à. lúc này trong tiệm có một cái người phục vụ đã âm thầm quan sát bọn họ hồi lâu hắn nghe này lão bản phỏng chừng muốn bảo nổi cũng không dám nhiều làm chậm trễ vội vàng đem làm tốt cà phê cấp đoàn người bưng qua đi nhìn không thể hiểu được đưa đến trước mắt cà phê phong thần đang muốn nghi hoặc mở miệng dò hỏi cùng đao ngăn cản hắn Hắn cẩn thận quan sát kia ly cà phê liếc mắt một cái, sau đó triều kia nhân viên cửa hàng đầu đi một cái ta hiểu được biểu tình. Kia nhân viên cửa hàng hô một hơi, đối với hắn hơi hơi cúc một cung, sau đó liền rời đi. Cùng đao vội vàng cầm lấy cà phê, quả nhiên ở ly cà phê đế cùng thay chi gian phát hiện một tờ giấy nhỏ, hắn mở ra kia tờ giấy nhỏ vừa thấy, mặt trên viết đúng là một câu ám hiệu. Hoa khai phú quý, cung hỷ phát tài. Mẹ nó, này cái gì phá văn hóa trình độ, liền viết ra tới này ám hiệu, cùng đao thầm mắng một câu, sau đó đem tờ giấy cất vào trong túi, bàn tay vung lên, đoàn người lại ra quán cà phê. Hắn trong túi sủy tờ giấy nhỏ, vào kia đóng địa chỉ sau lập tức thượng thang máy, hướng bãi tắm người nọ cho hắn báo tầng lầu thăng đi. Lục gia tỷ muội vẫn như cũ phi thường thẩn trương, đang ở thang máy không ngừng hút khí. Đang ngồi mọi người cũng không có so cùng đao càng quen thuộc các nàng hai, vì thế chỉ có thể từ cùng đao ra mặt đảm đương cái này trấn an công tác, hắn chụp này hai tỷ muội bối, đối với các nàng nói, không cần thẩn trương, lập tức các ngươi nhiệm vụ liền có thể hoàn thành lục gia tỷ muội triều cùng đau đầu đi một cái cảm kích ánh mắt sau đó từng người vỗ vỗ bộ ngực đều hít sâu một chút bình tĩnh tâm tình của mình thực mau tầng lầu liền tới rồi chương 350, lợi ca cùng đau mang theo đoàn người đi tới địa chỉ cửa gõ gõ môn hắn đem lỗ tai dán đến trên cửa quả nhiên chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền đến đi lại thanh âm ngay sau đó dây tiếp theo bên trong cánh cửa truyền ra một tiếng âm thầm dò hỏi thanh hoa khai phú quý cùng đau vội không ngừng mà đáp lại đến cung hỉ phát tài chạy nhanh chạy nhanh, chờ chết lão tử. Then cửa tay mới vừa vang lên ép xuống thanh âm, cùng đao đã là ấn động thủ cơ thượng gửi đi kiện, đó là một cái sớm liền biên tập tốt tin nhắn, nói cho Mạc Phàm chính mình thuận lợi tiến vào phòng. Giây tiếp theo, môn liền khai, từ bên trong dò ra một cái nam đầu. Cùng lão bản, là ngươi đi, mau mời tiếng. Cùng đao bắt tay bối ở phía sau vẫy vẫy, đoàn người lập tức theo tới hắn mặt sau, đối đuôi nhau mà nhập tiến vào phòng. Quả nhiên, tiến phòng, kia trên giường trên sofa trên ghế, liền ngồi tổng cộng có 10 cái nữ hài nhi, đều là tư sắc trung thượng, dáng người tốt hơn. Xem kia trên mặt biểu tình, hiển nhiên đối loại chuyện này cũng là chết lặng. Trừ bỏ mở cửa kia một cái đại huynh đệ là nam, mặt khác đều là nữ tính. cùng Đao lại nhìn quanh liếc mắt một cái, sau đó hỏi cái kia mở cửa tử. Như thế nào, ngươi cũng là ra tới tiếp khách. Khi đại huynh đệ hiển nhiên cực sẽ xem người ánh mắt, cũng không tức giận, chỉ là cùng Đao treo ghẹo nói. Tưởng tiếp cũng không kia mệnh nha, lão bản các ngươi trước chơi, ta liền ở cách vách, xong việc nhi kêu ta, ta đem các cô nương đều mang về. Nói xong, hắn đang muốn đi. Cuồng Đao một phen kéo lại hắn cánh tay. Tiểu huynh đệ, đừng nóng vội đi a, à, ngươi xem, chúng ta nơi này 12 cái nữ, mới năm cái nam, ca mấy cái như thế nào ứng phó được, xem chúng ta cũng coi như có duyên, nếu không hôm nay ca miễn phí đưa ngươi một lần nhạc a, à, thế nào? Người nọ thần sắc kinh ngạc, có chút kích động, cũng có chút không dám tin tưởng. Hắn cười gượng cười, hỏi Cuồng Đao. Lão bản, ngươi nhưng đừng đậu ta, ta chính là một cái phá làm công, nơi nào có tư cách cùng ngài cùng nhau chơi đâu, ta liền không ở này ngại ngài mắt, các ngài chơi đi. Cuồng Đao nhíu mày, giả vờ ôn cả giận nói đừng cho mặt lại không cần trong chốc lát cảnh sát liền phải lên rồi cùng đao sao có thể buông tha bắt ba ba trong rõ rất tốt cơ hội làm người này lưu đi một cái khác phòng không chỉ có như thế hắn còn mở miệng dò hỏi người nọ ngươi còn có hay không mặt khác huynh đệ ở khác phòng liền đều kêu lên tới ca không phải theo như ngươi nói sao chúng ta nơi này chỉ có năm cái nam chơi bất quá tới ngươi đi nhiều kêu những người này cũng là trợ hứng sao mở cửa người nọ gãi gãi đầu đối cùng đao nói lão bản ngươi từ từ ta hỏi một chút nói xong hắn liền xoay người sang chỗ khác móc di động ra ở ấn phím thượng ấn chút cái gì cùng lúc đó thiên hải đại bãi tắm nội cái kia cực kỳ cẩn thận tiến vào khách sạn người đang ở cùng trước đài nói chuyện với nhau dò hỏi hắn gần nhất bãi tắm trạng huống trước đài đối mặt người này hiển nhiên cũng là tương đương cung kính lợi ca không nói gạt ngươi chúng ta gần nhất sinh ý thực hảo a đặc biệt là mấy ngày nay tới một cái đại khách hàng chúng ta quan hai ngày liền tiến trướng mau mười vạn bị gọi lợi ca người nọ nhướng mày đầu nga cái dạng gì đại khách hàng ra tay như vậy rộng rãi, tên gọi là gì, nói đến ta nghe một chút. Trước đài thậm chí không có xem máy tính, trực tiếp cực kỳ có ấn tượng hướng lợi ca báo ra cái tên kia. Họ cùng. Giống như kêu cùng đao. Là cái tính tình nhân hư đại lão bản. Bất quá ra tay cũng thực rộng, ngày hôm qua từ chúng ta nơi này đem lục gia tỷ muội mang đi, trực tiếp cho chúng ta năm vạn, hôm nay lại kêu mười mấy cô nương đi. Nghe thấy cái này tên, cái kia bị gọi lợi ca nam nhân, tức khắc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó nhíu mày nhìn về phía trước đài. Trước đài mùi ngon nói, thậm chí còn không có chú ý lợi ca sắc mặt biến hóa cuồng đao đem hắn đăng ký tin tức cho ta xem lợi ca một phen nhéo trước đài nơ biểu tình nôn nóng mà vội vàng trước đài bị lợi ca này đột nhiên biến hóa hạ cái quá sức vội vàng từ máy tính trung điều ra cuồng đao đăng ký tư liệu lợi ca một phen đẩy ra trước đài tiến vào đến tủ đựng tiền bên trong xem xét máy tính càng xem hắn mày nhăn đến càng chặt cuối cùng lợi ca hung hăng mà đem con chuột một quăng ngã bỗng nhiên đá một chút ngăn tủ nghiễm nhiên đã là giận tím mặt đây là ngươi nói đại lão bản ngươi có biết hay không hắn đến tột cùng là ai? Khi trước đài rung bần bật mà lắc lắc đầu, lại đem máy tính dọn lại đây nhìn nhìn, thiên nột, hắn đích xác không ở kinh đô gặp qua này hào người, này chẳng lẽ không phải một cái mới tới kinh đô nhà giàu mới nổi lão bản sao, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình không thành? Lợi ca, ta đích xác không quen biết người này, hắn là ai a? À? Bị gọi lợi ca người nọ, đôi tay dùng sức chống ở mặt bàn, cắt gao cắn răng. Sau một lát, hắn hung hăng một tạp máy tính, đối kia trước đài nói. Hiện tại, ngươi lập tức mang theo bãi tắm sở hữu huynh đệ tỷ muội từ ám môn chạy trốn, một cái đều không cần lưu, chạy phía trước đem trong máy tính văn kiện đều cho ta dời đi sạch sẽ, đừng làm cho bất luận kẻ nào phát hiện dấu vết để lại, chúng ta lúc này xem như tài. Khi trước đài khẩn trương sắp khóc ra tới. Lợi ca, rốt cuộc chuyện gì a? À? Người này rốt cuộc là ai? Ngươi tổng phải cho ta nói rõ ràng đi. Lợi ca lạnh lùng cười, cắn răng nói. Người này là Mạc Phàm từ thành phố Hải Lam mang về tới một cái thủ hạ, bình thường căn bản không xuất hiện, ngẫu nhiên sẽ cùng Mạc Phàm cùng nhau tham dự một ít trường hợp, ta trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng lợi dụng kinh đô người đại bộ phận không quen biết hắn thủ hạ điểm này tới tính kế chúng ta khi trước đài tức khắc cũng là mở to hai mắt nhìn cái gì hắn là mạc phàm thủ hạ chúng ta đây đưa đi mười mấy cô nương chẳng phải là lợi ca hung hăng đẩy hắn hắn đều biết chút cái gì hắn ở chúng ta nơi này mua sắm này đó phục vụ ngươi một năm một mười cho ta nói rõ ràng luôn luôn đều không được để sót trước đài bị dọa đại não cơ hồ trống rỗng nhưng mà ngoài miệng vẫn là run run rẩy rẩy đem cuồng đao mấy ngày gần đây tiêu phí hạng một báo cáo cho lợi ca trong đó tự nhiên bao gồm lục gia tỷ muội bao đêm cùng với hơn 10 vị cô nương ngoại phái. Ngươi kia mười mấy cô nương là vài giờ phái ra đi. Cùng đao hiện tại đại khái ở nơi nào? Ngươi chạy nhanh cho ta suy tính một chút. Khi trước đài lắp bắp đáp lại nói. Ta phỏng chừng, cùng đao hiện tại khẳng định đã đến cái kia tiểu khu địa chỉ đi, ta là 6 giờ đúng giờ thông tri hắn, vừa rồi đi dưới lầu quán cà phê tiểu ca đưa tin, hắn cũng đã được đến ám hiệu. Lợi ca hung hăng xô đẩy hắn một phen. Mẹ nó, hoàn toàn xong rồi hắn hung hăng đấm một chút mặt bàn, sau đó quay đầu đối trước đài nói chạy nhanh thông tri đại gia từ ám môn chạy trốn, đừng ở chỗ này nhi nhiều lời, ngươi điều tra thân phận không nghiêm sự, ta về sau lại xử lý chạy nhanh chạy nhanh lên nhi, hôm nay chúng ta trung bị bắt lấy một người, duy ngươi là hỏi nghe vậy kia trước đài vội không ngừng chạy vào bãi tắm bên trong lợi ca ấn vang lên trước đài thượng cảnh báo, sau đó cầm lấy microphone khẩn trương hô lên.